Kinh văn, ta bày phương tiện này tới sẽ được thành Phật đạo. Tán rằng dưới đây là đoạn thứ hai nói về mục khiến trụ, là mục thứ tư gồm có bảy tụng rưỡi, trong đó chia ra làm bốn phần. Một tụng là phần nêu, một tụng là giải thích, bốn tụng rưỡi là phần hội, một tụng là khuyên trụ. Đây là phần nêu. Đầu tiên đặt ra nhị thừa là quyền thừa, cốt là để khiến họ cứu cánh nhập vào Phật tuệ, trụ ở nhất thừa. Kinh văn, bởi vậy chưa từng thuyết tới quyết định thuyết đại thừa. Tán rằng, đây là giải thích về hội nêu lên trước đây. Trước đây, căn ngươi chưa chín, chưa ngộ đại thừa, chẳng đáng để thuyết cho. Nay ngươi căn cơ đã chín, chính đã đến lúc, nên mới thuyết cho. Giống như phẩm hóa thành, nói, này các tỷ kheo, nếu Như Lai tự biết đã tới lúc niết bàn, chúng lại thanh tịnh tín giải, kiên cố liễu đạt không pháp, thâm nhập thiền định, thì sẽ triệu tập các Bồ Tát cùng thanh văn chúng mà thuyết cho họ kinh này. Thế gian không có chuyện nhị thừa mà được diệt độ, chỉ có nhất thừa được diệt độ mà thôi. Kinh văn, chín bộ pháp của ta tới bởi thế thuyết kinh này. Tán rằng, dưới đây là phần hội gồm bốn tụng rưỡi chia làm ba phần. A. Một tụng rưỡi nói rõ về tiểu pháp, chỉ pháp tiểu thừa, chẳng phải là chân thừa, thuyết vì đại bản, căn bản của đại thừa. B. Một tụng rưỡi nói rõ đại pháp thắng diệu, thuyết cho thắng nhân. C. Hai tụng kết luận về nhân pháp thắng diệu, khuyên bỏ nhân pháp phi diệu, tùy thuận sơ cơ, thuyết chín bộ này để nhập đại bản, chứ chẳng phải là cứu cánh, bởi thế nên trụ ở đại thừa. Đây là phần đầu. Kinh văn, có Phật tử tâm tịnh tới thuyết kinh đại thừa này, tán rằng, nói rõ đại pháp thắng diệu, thuyết cho thắng nhân, người hơn, khuyên bỏ pháp kém, chớ làm kẻ ác. Hết thảy Bồ Tát dù là đốn ngộ hay tiệm ngộ đều gọi là Phật tử. Loại này có năm đức: một, tâm tịnh chuyên cầu đại thừa, cầu trí tuệ Phật, chẳng ưa thứ kém cỏi vì đã trừ được hai chướng; hai, nhu nhuyễn nhún lòng nhẫn nại, chịu đựng được vất vả, có thể làm được đại nghiệp vì tinh tiến cần cù không ngừng; ba, lợi căn tính hay cứu khổ cho người khác vui, muốn hết thảy bình đẳng nghe pháp chóng ngộ nhập; 4. Từ lâu gặp được duyên lành ở nơi vô lượng chư Phật, hằng tự trao dồi cho được sáng láng. 5. Tu hành đạo thâm diệu, đồng thời tu cả phúc lẫn tuệ, cả bảo quy lẫn chân giác. Phát Bồ Đề Tâm Kinh nói rằng có đủ 10 loại pháp có thể phát tâm Bồ Đề: 1. Thân cận thiện hữu; 2. Cúng dường chư Phật; 3. Tu tập thiện căn; 4. Chí cầu thắng pháp; 5. Tâm thường nhu hòa; 6. Gặp khổ nhẫn được; 7. Từ bi thuần hậu; 8. Thâm tâm bình đẳng; 9. Yêu thích đại thừa; 10. Cầu Phật trí tuệ. Tất cả 10 pháp này đều bao gồm trong năm đức trên. Tâm tịnh bao gồm 2 câu yêu thích đại thừa, cầu Phật trí tuệ. Nhu nhuyễn bao gồm 2 câu tâm thường nhu hòa, gặp khổ nhẫn được. Lợi căn bao gồm 2 câu từ bi thuần hậu, thâm tâm bình đẳng, gặp được duyên lành nơi vô lượng Phật sở, bao gồm 2 câu thân cận thiện hữu, cúng dường chư Phật. Hành đạo thâm diệu bao gồm 2 câu tu tập thiện căn, trí cầu thắng pháp. Người nào có đủ 5 đức này thành đệ tử có 10 pháp này thì mới thuyết đại thừa cho người đó để khiến họ phát thú, phát tâm hướng theo. Kinh văn, ta ký người như vậy tới nên thuyết cho đại thừa. Tán rằng, kết luận phải thành tựu hai thứ thắng diệu tức nhân pháp, khuyên hãy xả bỏ hai thứ phi diệu cũng chỉ nhân pháp. Ký ghi nhận người có 5 đức tới đời sau sẽ thành Phật vì thâm tâm niệm Phật, tu trì tịnh giới. Niệm Phật có 2 cách: A. Ngữ niệm, dùng ngôn ngữ mà niệm; B. Tâm niệm, niệm thầm trong tâm, hoặc tâm duyên sự Phật, cầu nguyện Phật cứu độ, hy vọng thành Phật đạo. Trí niệm lý thân, tức pháp thân cầu chứng diệt chướng. Định tuệ đã như thế, lại chỉ tịnh giới ba học đã thành, nên Phật ký cho. Những người như thế nghe thấy được Phật thuận lòng nên hoan hỷ, Phật đã biết rõ tâm tư của họ nên thuyết về đại thừa cho họ. Kinh văn, thanh văn hay Bồ Tát tới đều thành Phật chớ nghi. Tán rằng, đây là khuyên hãy trụ lại, khuyến trụ, tán thán lợi ích của việc nghe pháp, khuyên hãy trụ ở đại thừa. Kinh văn, trong 10 phương cõi Phật tới dẫn đạo cho chúng sinh. Tán rằng,
Đây là đoạn thứ ba gồm một tụng rưỡi, tụng về mục thứ sáu là già, không hai, có nghĩa là không có thừa thứ hai là thừa độc giác, không ba, có nghĩa là không có thừa thứ ba là thừa thanh văn. Tính từ hơn đến kém thì Phật thừa là thừa đầu, tức là thừa thứ nhất. Đây là căn cứ vào chân lý không có hai cực thừa, trừ phương tiện thuyết. Trong phương tiện thuyết có thể có ba, vì mượn ba danh để dẫn đạo chúng sinh. Dùng giả danh là xe hươu, xe dê để dẫn dắt chúng sinh ra khỏi nhà lửa, chứ chẳng phải thật sự có hai thứ đó. Để độ chúng sinh ở đây thuyết về Niết Bàn, Bồ Đề, Nhị Thừa. Các thứ ấy đều không có thực thể, đều gọi là giả danh. Song Niết Bàn có thể chứng được và phược trừ được, nhưng chủng trí chẳng thành là vì không giác ngộ. Cho họ nhập hóa thành để họ khỏi khổ. Còn hươu, xe dê có danh mà chẳng có thu hoạch. Hỏi, ba sự gọi là đại bát chỉ được giải thoát mà gọi là nhập hóa thành. Nhị không trí gọi là xe trâu, chỉ được sinh không trí mà lại thượng lên xe hươu, xe dê ư? Đáp, giải thoát khỏi các nỗi khổ mới gọi là nhập hóa thành. Nhị thừa không có chủng trí nên chẳng thượng xe hươu, xe dê. Thêm nữa, về giải thoát thì ba thừa đều cùng diệt khổ. Họ chỉ nhị thừa cũng được sự phần mang danh là nhập. Song chân trí chủng loại chỉ riêng Phật mới viên mãn, cho nên tùy họ cũng được dự phần giải thoát nhưng chẳng gọi là thượng. Xét về lý, thực ra không có gì khác cả. Thêm nữa, nhân quả hoặc chướng họ đều trừ cả, nên giải thoát hóa thành gọi là tạm nhập. Nhưng nhân quả trí chướng họ chẳng diệt, nên chẳng nói là được chủng trí. Kinh văn vì thuyết Phật trí tuệ tới mà tế độ chúng sinh. Tám rằng, dưới đây là đoạn thứ tư gồm 18 tụng rưỡi, tụng về mục thứ ba, y vào những nghĩa gì? Trong đó có hai phần, một tụng rưỡi tụng về việc nêu lên một đại sự, 17 tụng tụng về khai thị ngộ nhập đã nói ở trên. Đây là phần đầu. Trí tuệ của Phật như trên đã nói tổng cộng có 5 loại. Nay đây chỉ thuyết về Phật quả nhị pháp Bồ Đề, Niết Bàn, trí tính, tuệ dụng, gộp lại gọi là trí tuệ, hoặc chỉ là chân trí, chẳng chấp chân như. Phật xuất thế là để nói rõ một thứ này, khiến chúng sinh hăm hở đi theo. Chỉ có một thực này là cứu cánh cực quả thắng diệu vô thượng. Còn nhị thừa thì thề chẳng phải là chân cực cứu cánh thắng diệu, nên phần hạ văn của kinh này dùng 5 độ trước kia để so đo với kinh này, vì chẳng thuyết về bát nhã nên rốt cuộc chẳng dùng tiểu thừa để tế độ chúng sinh. Hoặc là một sự này chỉ nói về trí tính. Trong kinh Niết Bàn, phẩm sư Tử Hống nói: Phật tính tức không, không tức trí tuệ, do đó trí tính cũng gọi là trí tuệ. Nay ở đây phần nhiều lấy cách giải thích đầu tiên làm chính, vì nhị thừa không có, nên đã nói là còn nhị thừa thì chẳng phải là chân cực. Cho nên biết rằng chẳng phải là phá tam mà là hội tam quy nhất, nghĩa là gom cả ba cái lại để quy về một cái. Kinh văn, Phật tự trụ đại thừa tới lấy đó độ chúng sinh. Tám rằng, 17 tụng ở dưới là tụng về khai thị ngộ nhập chia làm 4. A. Một tụng về khai. B. 5 tụng về ngộ. C. Một tụng về nhập. D. 10 tụng về thị. Đây là phần đầu. Đại thừa gom cả chân lý, chánh trí, nhờ đó Phật thân hằng an xử ở Niết Bàn Bồ Đề này, gọi là trụ. Trụ có nghĩa là y chỉ an xử, sở đắc chỉ là pháp thân chân lý. Hoặc là đại thừa chỉ lấy chân lý, chánh trí, chứng hội, đó gọi là trụ. Vì pháp thân đó muôn đức đầy đủ chân đức tính, cho nên báo thân Phật đã từng dùng vô lượng định tuệ để trang nghiêm, đúng như pháp thân lý mà Phật đã chứng được. Định tức là phúc, tuệ tức là trí, vậy nhiếp trì hết thảy mọi đức hữu vi, trong tỏ chân lý Niết Bàn đã mãn, chân trí bền sinh, đầy đủ phúc tuệ trang nghiêm, Bồ Đề lại mãn, đức của bản thân đã vẹn, nên dùng hai pháp mà khơi gợi cho chúng sinh, đó gọi là độ. Nói rõ hai thể tính là vô thượng nên khiến cho chúng sinh ưa thích. Kinh văn, tự chứng đạo vô thượng tới sự này chẳng thể được. Tán rằng, dưới có 5 tụng, tụng về ngộ, trong đó chia làm 3. Một tụng rưỡi nói rõ lý bình đẳng, hai tụng rưỡi nói rõ thắng đức. Một tụng, tụng về khiến cho giác ngộ, đây là phần đầu. Đạo vô thượng đó là chánh trí, vì là thủ thắng vô thượng đại thừa đó là chân lý, vì là thủ thắng. Ở đây có hai ý: A. Từ vô thượng quán thông cả hai xứ đạo và thừa,
B đều bình đẳng, không chấp năng sở, vì không có sự khác biệt tự tự và tha, vật và ngã. Thêm nữa, Đại Thừa tức là đạo vô thượng vì vận dụng thắng. Phật đã chứng lý trí bình đẳng đó thì làm gì còn có tự tha, vật ngã hai loại khác biệt. Nội trí nếu chẳng bình đẳng thì tự mình chấp lấy Đại Thừa. Ngoại trí nếu chẳng bình đẳng thì khiến người khác chấp lấy Tiểu Thừa. Thế thì đọa vào tội san pháp, bủn xỉn về pháp, tham cầu danh lợi hoặc vẫn chưa hết. Làm sao có thể gọi là chứng được chính giác Đại Thừa trở rộng hết thảy? Thế là chẳng được. Kinh văn: nếu người nào tin Phật tới mà riêng không có sợ. Tán giảng dưới đây là hai tụng rưỡi nói rõ thắng đức có hai phần. Một tụng rưỡi đầu nói rõ cái đức trong thì lìa nhiễm, không có điều gì sợ sệt. Một tụng sau nói rõ cái đức ngoài thì trang nghiêm thuyết thực pháp. Đây là phần đầu. Nếu người nào tin Phật, đó là bắt đầu phát tâm quy Phật, có nghĩa là sau đó tu chính hạnh. Như Lai chẳng phải vì kẻ kia xúc phạm, dối nạt, khinh rẻ mà chẳng truyền thụ pháp Đại Thừa, chỉ giáo hóa cho họ bằng pháp Tiểu Thừa, cũng chẳng lừa phỉnh họ, ban đầu hứa cho họ pháp Đại Thừa mà sau lại chẳng cho. Vì sao vậy? Vì Phật không tham lam tiếc rẻ Đại Thừa mà lừa dối chẳng cho, cũng không ghen ghét sợ họ chứng đại mà dối lừa họ. Vì Phật đã đoạn được điều ác trong mọi pháp. Ác đây là phiền não, nghiệp khổ, vì sinh tử ác pháp đều đã đoạn hẳn, đã không có các sự như đã nói trên. Chính trí viên mãn nên ở mười phương đều không có điều gì sợ sệt. Làm sư tử gầm: ta là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến, bình đẳng hóa. Nếu có các sự nói trên, ác đã chưa hết, trí quả chưa tròn, thì làm sao mà có thể cất tiếng gầm vô úy ở mười phương được? Cho nên trong tục ngữ có câu: cha thấy con giỏi, tiếc chẳng có nhiều con, tự ngoài nào tiếc, nên không tham lam ghen ghét. Kinh văn: ta dùng tướng nghiêm thân tới vì thuyết thực tướng ấn. Tán rằng: đây là nói rõ đức ngoài trang nghiêm thuyết thực pháp, hình hài tướng hảo trang nghiêm thân mình, thân quang trí quang, lại có thể soi sáng hai loại thế gian, khí thế gian và chúng sinh thế gian. Do đó mà người thế gian đều tôn kính ta, gọi ta là thế gian giả. Nếu trong có nhiễm thì ngoài không có tướng này, ngoài hiện tướng này chứng tỏ trong không có nhiễm. Cho nên nay ta thuyết thực tướng ấn. Thực tướng ấn là chỉ cái lý nhị không của Đại Thừa. Vì lý ấn này ấn đại giáo, Đại Thừa dứt khoát là thắng thực, chứ chẳng phải là quyền như trong Tiểu Thừa thuyết ba pháp ấn, ấn định giáo pháp. Kinh văn: Xá Lợi Phất nên biết tới bằng như ta không khác. Tán rằng: một tụng này tụng về khiến ngộ, người nên như ta ngộ chân trí Đại Thừa mà trước kia ngươi chẳng biết. Ta xưa đã đạt lời thệ nguyện sao cho hết thảy chúng sinh được như ta không khác. Ta nguyện khiến họ tỏ ngộ. Nguyện đây có nghĩa là lấy tín dục thắng dài làm tính. Kinh văn: như ta xưa đã nguyện tới đều khiến nhập Phật đạo. Tán rằng: một tụng này tụng về khiến nhập, nay quả đã mãn, đã tọa nguyện xưa nên hóa độ cho chúng sinh nhập vào Phật đạo. Đạo đây có nghĩa là nhân, vì khiến nhập vị bát địa hoặc sơ địa chẳng thoái truyền, đó là nhân để thành quả Phật. Kinh văn: nếu ta gặp chúng sinh tới mê hoặc chẳng thụ giáo. Tán rằng: dưới có 10 tụng, tụng về thị có hai phần. Đầu tiên là 8 tụng, tụng về thị ý ban đầu bất đồng, sau đó là 2 tụng, tụng về thị ý sau lại tương đồng. Phần đầu lại có 3, một tụng biểu thị ý bất đồng, 6 tụng biểu thị tướng bất đồng, một tụng kết luận về bất đồng, đây là phần đầu. Nếu chỉ dùng Đại Thừa để giáo hóa hết thảy chúng sinh, thì đối với hạng trí giả thì có thể như thế được. Nhưng hạng ngu si vô trí thì sẽ học sai làm bậy, tâm mê muội chẳng tin, nghi hoặc phỉ báng, hoạt bát, ngược lại càng tăng thêm điều ác, không thể tiếp nhận được. Cũng ví như đổ chén nước vào chỗ lõm trên đường, rồi thả cái chén vào thì chén sẽ bị mắc cạn vậy, do đó lại càng tăng thêm cái lỗi của người ngu. Cho nên chẳng giáo hóa thuần bằng Đại Thừa. Kinh văn: ta biết chúng sinh này tới vì si ái sinh não. Tán rằng: dưới có 6 tụng chỉ rõ tướng bất đồng, trong chia làm 2 phần. Phần đầu là một tụng nêu rõ vì không thiện có ác cho nên bất đồng. Phần sau là 5 tụng giải thích vì có ác không thiện nên bất đồng. Đây là phần đầu. Chưa từng tu thiện bản, tức là thiện căn phương tiện xuất thế, từ vô thủy tuy có khởi lên,
nhưng phần nhiều là tâm tối hèn kém, chỉ sinh được thiện mà không có nhân vô lậu, do đắm trước năm cảnh, kiên chấp chẳng chịu xả bỏ, lấy đó làm duyên, si liền phát nghiệp, ái liền nhuận sinh. Cho nên mọi khổ não, khổ thụ thuộc các chi sinh lão bệnh tử trong các lần sinh tử càng thêm tăng trưởng, do không có thiện bản làm phương tiện xuất thế, nhưng lại có hai thứ si ái làm nhân khiến đắm trước năm dục cảnh chẳng chịu xả bỏ, phát nghiệp vô minh phần nhiều do mê ở trong mà phát, nhuận sinh tham ái phần nhiều do năm dục mà sinh. Này căn cứ vào dục giới vô minh phát nghiệp, gọi chung là trước dục, vì nhấn mạnh vào chỗ nghiêm trọng vậy. Kinh văn bị nhân duyên các dục tới đời đời thường tăng trưởng, tán rằng dưới là năm tụng giải thích về có ác không thiện nên bất đồng, trong có hai phần, phần đầu là tụng nói về có ác nên bất đồng, phần sau là một tụng nói về không thiện nên bất đồng, trong phần đầu lại chia làm hai, đầu tiên là một tụng rưỡi nói rõ do ở trong vòng trần tục đắm đuối năm dục cho nên bất đồng, b sau đến hai tụng rưỡi nói rõ về cầu tà xuất ly hành sai học nhàn nên bất đồng. Phần đầu này do các dục nên toàn khởi nghiệp bất thiện, xoa đọa vào nẻo ác, do tạp nghiệp nên luân hồi trong sáu nẻo, chịu đủ mọi nỗi khổ, vì bốn loài sinh trưởng đều có nghiệp, vì ba khổ, năm khổ, tám khổ, bức bách. Chỉ riêng về các nỗi khổ hiện tại trong một lần sinh mà bàn, cho nên nói rằng vi hình thụ tha đời đời thường tăng trưởng, vi đây có nghĩa là bé nhỏ, kém cỏi, yếu ớt, thai chỉ thai tạng bất tịnh, bị quấn bọc đáng chán đáng ghét vì sinh ra bé nhỏ kém cỏi. Dù giả luận nói rằng mới thụ sinh thì ở trung hữu dài nhất là 7 ngày sẽ mệnh trung, nhiều nhất chẳng qua chỉ trụ 7 lần 7 ngày, tức 7 nhân 7 bằng 49 ngày. Tạo nghiệp ác thì trung hữu như ánh dê đen hoặc như đêm tối, tạo thiện nghiệp thì như ánh áo trắng hoặc như đêm sáng, tùy tướng sẽ sinh, sở trụ vô ngại, thấy đồng loại và nơi sẽ sinh của mình. Kẻ tạo ác thì mắt phải nhìn các thứ bất tịnh, sắc mặt mà đi. Nếu được sinh thiên thì ngửa mặt hướng lên trên, sinh vào cõi người thì mặt nhìn ngang mà đi. Nếu gây tội bất luật nghi, phải sinh trong địa ngục thì nhìn thấy đồng loại cũ, mừng rỡ chạy đến rồi bị níu giữ mắc mớ. Cõi quỷ loài bàng sinh, chỉ toàn là khổ cũng thế. Nếu là tạp nghiệp khác thì tùy theo nghiệp thiện hay ác sinh trưởng chốn nào, đối với cha mẹ tùy nam tùy nữ mà sinh yêu sinh hỉ. Vì nhuận đương sinh, nắm di thể của mẹ cha lúc mê say, liền bị níu giữ vướng mắc. Trong vòng 7 ngày thì gọi là kiết thích lam, ở phương Tây gọi là tạp uế, vì cha mẹ bất tịnh hòa hợp cùng nhau nên gọi là tạp. Rất đáng chán ghét nên gọi là uế, vì đã ngưng kết như mũi tên nhưng trong còn lỗng. Trong vòng 2 lần 7 ngày thì gọi là án bộ đàm, ở phương Tây gọi là bào, nốt phồng, nốt rộp, bọc nước. Giống như mụn đậu, nốt phồng, trong ngoài chỉ như sữa đặc chưa thành thịt. Trong vòng 3 lần 7 ngày gọi là bế thi, ở phương Tây gọi là ngưng kết. Vì giống như máu hơi đông, Tây vực gọi máu là bế thi nhưng đã thành thịt nhưng còn rất mềm nhũn. Trong vòng 4 lần 7 ngày thì gọi là kiện nam, ở phương Tây gọi là ngưng hậu vì dần dần đông cứng như đã rắn chắc, hơi đụng chạm được. Trong vòng 5 lần 7 ngày thì gọi là bát la sa khư, ở phương Tây gọi là hình vị vì giống như cục đất nhão có tướng 5 phần, một thân biệt với tứ chi chỉ chân tay, phong đại ở trong đánh ra bên ngoài mà sinh căn hình có tướng sai biệt, tức là cục thịt trước kia tăng trưởng hiện thành tướng các chi phần. Trong vòng 6 lần 7 ngày thì gọi là phát trào vị, vì lông tóc mọc. Trong vòng 7 lần 7 ngày thì gọi là cụ căn vị, vì năm căn đã hiện hiện viên mãn minh thịnh. Sau đây chừng 3 tháng nữa, mọi thứ thành tựu dường chẳng tăng giảm. Cứ như vậy cả thầy trải qua 38 lần 7 ngày thì viên mãn ở trong bụng. Lại qua 4 ngày nữa thì quay đầu trúc xuống dưới, hai chân hướng lên trên, nhau bị rách ra, bước xuống lỗ đẻ, mọi nỗi khổ sở bấy giờ bức bách. Hoặc do nghiệp trước mẹ ăn cho ăn muối, con sinh ra lông tóc lơ thơ. Hoặc do nghiệp trước mẹ ăn thứ nóng sốt, con sinh ra đen đủi hoặc màu đỏ hòn. Hoặc do nghiệp trước mẹ ăn thứ lạnh hoặc gần phòng lạnh, con phần nhiều trắng bệch. Nếu mẹ quen thói dâm dục thì con sinh ra bị nhiều nhọt, sảy, chốc lở. Nếu mẹ hay nhảy nhót, uy nghi chẳng tốt,
thì chi của con thuyết giảm quấn quắp tròn yên. Nam thì ở bên lườn phải dựa vào bụng hướng vào xương sống, nữ thì ở bên lườn trái dựa vào cột sống hướng vào bụng. Tuy ở cha mẹ sinh ái nhiễm mà lúc đầu vơ lấy thứ bất tịnh của cha mẹ để làm thân, sau đó lấy thứ bất tịnh của mẹ để giúp cho sự tăng trưởng, hiện duyên đã thế, nên nghiệp chẳng thiện, cảm thụ trăm ác, lấy 36 vật bất tịnh làm thể. Thân ác như thế chẳng đáng yêu thích, luân chuyển không cùng, gọi là đời đời tăng trưởng. Kinh văn: người ít phúc đức mỏng tới diềm nịnh tâm chẳng thực. Tán rằng đây là hai tụng rưỡi nói về việc cầu tà xuất ly, làm sai học bậy nên bất đồng. Ở đây có hai cách phân chia. Cách đầu, một tụng rưỡi đầu thuyết minh về việc khởi thân kiến, biên kiến, tà kiến thành 62 kiến. Một tụng sau nói về việc nhân khởi, kiến giới thủ mà các hoặc khác nảy sinh. Cách sau, một tụng đầu thuyết minh chung về khởi 5 kiến, một tụng rưỡi sau thuyết minh riêng về khởi 5 kiến. Các chúng sinh kia từ thời vô thủy tới nay vì đức mỏng, phúc ít nên bị khổ bức bách, tuy cầu xuất ly nhưng chẳng ngộ tà chính, lầm nhập bất chính, kiến ngoại đạo, hành sai, học sai thì gọi là tà kiến, năm kiến đều tà. Đây y vào cách phân chia sau. Chẳng phải cứ bát vô, trừ bỏ không còn gì nữa mới gọi là tà kiến. Tà kiến phiền não, níu giữ ngăn ngại chúng sinh, khiến họ khó thể xuất ly, chẳng thể giải thoát, đó gọi là chủ lâm, rừng rậm. Đây là tổng kiết, kiến sau mới nêu riêng, dù hữu vô vân vân. Câu này có hai cách giải thích. Nếu căn cứ vào cách phân chia sau thì bốn kiến trong năm kiến là hữu vì đều chấp hữu, tà kiến là vô vì phần nhiều bát vô, vân vân. Chỉ rõ nhiều loại phiền não, nếu căn cứ vào cách phân chia đầu thì tà kiến chủ lâm là tà kiến bát vô. Nếu là chấp hữu thì chấp thân sau của ta là có, đó là thường kiến. Nếu là chấp vô thì chấp thân sau của ta là không, đó là đoạn kiến. Hai thứ này là biên kiến. Vân vân là chấp thủ thân kiến, kiến thủ, giới thủ. Do 62 kiến lấy hai thứ tà kiến, biên kiến làm tự thể nên nêu riêng ra, lấy hai kiến còn lại làm quyến thuộc, y ở thân kiến làm căn bản. Nói rộng ra thì như chương 62 kiến đã nói, 62 kiến là những gì? Tụng rằng 24-80 kiếp, thấy sinh tử biến thường, phạm dư đại trùng tâm, hí phẫn nhuế. Nhất phần hữu sắc, hữu biên đều ở sinh tử tưởng địa, một loại tiểu vô lượng. Hữu tưởng gồm thuần lạc, tức hữu sắc, hữu biên sinh vô tưởng, đều phi nhân dục. Thiên sắc giới, bốn vô sắc đoạn diệt, lặn từ vô tưởng thiên tầm tứ, chấp vô nhân, nhớ trên dưới. Cạnh đủ cùng hoại kiếp, hữu biên sợ, vô tri xiểm nịnh, lo sợ, sinh kiểu loạn nhân dục, thiên dục lạc, bốn tính lự, niết bàn. Trong các kiến này, mấy thứ thuộc về quá khứ, cõi trước, mấy thứ thuộc về vị lai, cõi sau, mấy thứ hiện tại, thông với cả hai cõi khắp cả một phần, vô nhân biên kiểu loạn thuộc cõi trước, còn 44 thứ khác đều là các kiến thuộc cõi sau. 62 kiến này, kinh luận đều nói là bao gồm trong hai loại tà kiến và biên kiến. Mỗi loại bao gồm những kiến nào? Biến nhất, phần mỗi loại 4. Hữu tưởng thành 16, vô cầu phi mỗi loại 8, 7 đoạn. Đó đều là biên kiến. Còn nhị, vô nhân, biên tà loạn mỗi thứ 4 và 5 hiện niết bàn luận để thuộc về tà kiến, do chấp thần ngã khởi ngã kiến rồi thì khởi 62 kiến như vậy. Sau khởi các pháp kiến thủ, chấp kiến vân vân, vì thắng trội làm nhân, lại khởi các pháp giới thủ, chấp giới làm nhân thắng trội, chấp trước các vọng pháp đó chẳng hề chịu bỏ, ngã mạn tự thị khoe khoang, tự cao mà lấn lướt khinh miệt người khác. Đối với người mình coi là thầy thì xiểm nịnh tán thán lẫn nhau, giả dối để cầu danh lợi, tâm không hề thật. Vì đắm dục trước tà như vậy nên chẳng thể đáng được giáo hóa bằng đại pháp ngay. Kinh văn: trong ngàn vạn ước kiếp tới người như vậy khó độ. Tán rằng một tụng này tụng về vì không thiện nên bất đồng. Người thiện đều tu hành bốn thân cận: một, thân cận thiện hữu; hai, chịu nghe chính pháp; ba, như lý tư duy; bốn, tu hành như thuyết. Còn hạng ác nhân này ngàn vạn ước kiếp chẳng nghe danh Phật thì làm sao mà được thân cận hết thảy thiện hữu, vì đã chẳng thấy Phật, cũng chẳng nghe pháp, đã không có nhân ban đầu văn tuệ nhập pháp thì lẽ nào lại có thể tư duy tu tập được. Người như vậy rất là khó độ.
làm sao mà ngay từ đầu đã giáo hóa cho họ bằng đại thừa được. Kinh văn: Vậy nên Xá Lợi Phất tới bày cho họ Niết Bàn, tán rằng đây là kết vẻ bất đồng, do những nguyên nhân như vậy nên đặt ra phương tiện. Đầu tiên khai thị cho họ về Niết Bàn để khiến họ hết khổ. Kinh văn: Ta tùy thuyết Niết Bàn tới khai thị Tam Thừa Pháp, tán rằng trên đã nói rõ, thoạt đầu thì bất đồng, hai tụng này chỉ rõ sau thì khiến đồng, khuyên bỏ thân giải thoát, lấy thân Phật Pháp, Niết Bàn nhị thừa đã thuyết giống như hóa thành, đó chẳng phải là chân diệt. Vì Pháp tự vô thủy, tính đã thượng tịch, tức là Niết Bàn tự tính thanh tịnh, tính liệng nguyên ngôn thuyết, Pháp chẳng phải là nay mới có như bảo sở kia, đó mới chính là chân diệt đã thế, nên chi hành đạo rồi đời sau chứng Pháp bản tính diệt này, được thành Phật đạo, ta vốn trí tuệ, khéo dùng phương tiện, đầu tiên mở ra hai quyền, sau mới chỉ ra một thực, gọi chung là khai thị Pháp ba thừa. Kinh Pháp Hoa huyền 8 quyển thứ 4 phần trước đã xong, niên hiệu Bảo An năm thứ 3 tháng 7, ngày 29 dùng bản của Viên Như Phòng chùa Hưng Phúc di điểm xong, sư tăng giác chùa Pháp Long đem in để Pháp được trụ lâu dài. Quyển thứ 4 phần sau, Sa Môn Khuy Cơ chùa Đại Từ ân soạn. Kinh văn: Tất cả các thế tôn tới chỉ nhất không nhị thừa, tán rằng dưới là đoạn thứ 5 gồm 70 tụng rưỡi tụng về y pháp, đó là mục thứ 5 có 3 phần. Một tụng rưỡi tụng về 10 phương Phật Pháp, 38 tụng rưỡi tụng về 3 đời Phật Pháp, 30 tụng rưỡi tụng về ta cũng như vậy. Đây là phần đầu, đã chỉ có nhất thừa, không có nhị thừa thì làm sao mà phá tam để quy nhất nữa. Kinh văn: Quá khứ vô số kiếp tới số ấy chẳng thể lường, tán rằng dưới là 38 tụng rưỡi tụng về ba đời trong chia làm ba, 27 tụng rưỡi tụng về quá khứ, 6 tụng rưỡi tụng về vị lai, 7 tụng rưỡi tụng về hiện tại, trong phần đầu lại có 2. A. 4 tụng rưỡi đầu tụng về Phật thuyết Pháp trước quyền sau thực. B. 23 tụng sau tụng về chúng sinh nghe Pháp, cứu cánh đều được nhất thiết trùng trí. Trong phần đầu này lại chia làm 4. Một tụng Phật nhiều, một tụng khai quyền, một tụng hiện thực, một tụng rưỡi giải thích dụng ý khai quyền hiện thực. Đây là phần đầu. Kinh văn: Các thế tôn như vậy tới diễn thuyết tướng các pháp, tán rằng đây là thuyết minh về khai quyền nói trong phần đầu. Kinh văn: Các đức thế tôn đó tới khiến đều nhập Phật đạo, tán rằng đây là thuyết minh về hiện thực nói trong phần sau. Kinh văn: Và các đại thánh chúa tới giúp bày đệ nhất nghĩa, tán rằng đây là giải thích nghĩa của khai quyền hiện thực, vì biết rõ các chúng sinh chưa thể học ngay giáo pháp nhất thừa, biết rõ căn dục của họ cho nên đầu tiên dùng quyền phương tiện để giúp cho việc nói rõ về nhất thừa, sau đó mới khiến họ nhập thực. Thêm nữa, Bồ Tát căn tính có hai loại, một là bất định tính, hai là định tính. Thuyết cho hạng bất định tính thì trước quyền sau thực nêu rõ nhất thừa, đó là hai tụng trên. Đối với hạng định tính thì thuyết cho họ đốn giáo nhất thừa, đó là đoạn văn này. Có nghĩa là biết rõ tâm tính chúng sinh muốn ngay, nên dùng phương tiện khác, chẳng từ quyền lấy thực mà giúp ngay nhất thừa. Nhất thừa tức là đệ nhất nghĩa, đế, chân như, vân vân. Trước ba sau một là phương tiện quyền thực, thuyết ngay nhất thừa nên gọi là phương tiện khác. Kinh văn: Nếu con loài chúng sinh tới đều đã thành Phật đạo, tán rằng dưới là 23 tụng, tụng về chúng sinh nghe Pháp, cứu cánh đều được nhất thiết trùng trí, chia làm 3. Phần đầu là 2 tụng, tụng về Phật tạ, sau 20 tụng, tụng về sau khi Phật diệt, cuối cùng là 1 tụng, kết luận. Đây là phần đầu gặp Phật nghe Pháp, tu hành lục độ, tứ nhiếp, vô lượng, vân vân, gọi là trùng trùng phúc đức. Vì tu hành Bồ Tát là nhân để thành quả Phật, nên đều đã thành đạo. Kinh văn: Chư Phật diệt độ rồi, tới đều đã thành Phật đạo, tán rằng dưới là 20 tụng, tụng về sau khi Phật diệt độ, chia làm 5 phần. A. 1 tụng về từ tâm. B. 4 tụng rưỡi nói về việc xây tháp. C. 6 tụng rưỡi nói về việc tạc tượng. D. 7 tụng nói việc cúng dường. E. 1 tụng về xưng tán Phật. Đây là phần đầu, có thiện mà cương cường thì cũng chẳng phải là Bồ Tát, tâm nhu nhuyễn nhưng chẳng thiện cũng chẳng phải là Bồ Tát. Cần phải vừa thiện vừa nhu nhuyễn mới là tâm Bồ Tát, cho nên thuận theo lý làm lợi cho ngoại vật, cực kỳ nhu hòa là đã gây được nhân Phật để thành Phật đạo.
Đoạn văn sau là căn cứ vào sự tu hành sau khi Phật diệt độ. Vì là khó làm là biệt hành, chứ chẳng phải là khi Phật tại thế thì làm các hành này, và chẳng phải là nhân Phật, chỉ cốt ở chỗ dễ tu. Theo lục độ ở trên thì hành sau khi Phật diệt độ là tổng hành nên cũng thành Phật đạo. Kinh văn: chư Phật diệt độ rồi tới trang nghiêm nơi các tháp, tán giảng dưới là bốn tụng dưới, nói về tạo thành, tạo tháp thành Phật chia làm hai. A. Bốn tụng đầu nói rõ việc xây tháp. B. Nửa tụng sau là kết luận, phần đầu lại chia làm ba. Hai tụng đầu nói về việc xây tháp, số lượng nhiều, trang hoàng bằng bát chân, tám thứ quý, lộng lẫy. Một tụng nói về dùng chín vật mà làm tháp. Một tụng nói tới mức thấp nhất là cười đùa, dùng vật kém cỏi để làm tháp. Đây là phần đầu. Phật địa luận đếm bảy thứ báu không có mai khôi, nhưng pha lê khác với hạt châu. Châu chỉ chân châu đỏ. Này đây, nếu coi lưu ly là châu thì là thất bảo, nếu không thế thì là bát chân, vì lưu ly khác với châu. Pha lê phần nhiều màu trắng hồng, xà cừ thì màu xanh màu trắng xen lẫn nhau, mã não thì nhiều màu hoặc thuần trắng hoặc thuần xanh vàng hoặc nhiều màu xen nhau, mai khôi thì màu đỏ. Theo sách thuyết văn thì đó gọi là hỏa tề châu. Có thuyết nói rằng đá quý đẹp thì gọi là mai, còn tròn và đẹp thì gọi là khôi, còn các thứ khác có thể biết được. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Phật bảo: này các tỳ kheo, ta nay sẽ thuyết về bốn phạm phúc. Một là nếu có các thiện nam tử tín tâm xây được tháp ở nơi chưa từng dựng tháp. Hai là tu bổ giữ gìn chùa cũ. Ba là hòa hợp thánh chúng. Bốn là khi Phật mới thành đạo thì các trời người vân vân thỉnh Phật truyền pháp luân. Đó gọi là bốn phạm phúc. Tỳ kheo hỏi: Phật phạm phúc nhiều ít thế nào? Phật dạy: tất cả phúc đức của tứ thiên hạ và lục dục thiên cũng chẳng bằng được phúc của một phạm vương. Đặc biệt khuyên hãy dựng tháp sẽ được bổ đề. Kinh văn: hoặc có dựng miếu đá tới gạch ngói và bùn đất vân vân. Tán rằng đây là một tụng nói về việc dùng chính vật để làm tháp. Miếu đá chỉ Phật đường bằng đá, thời cổ gọi là chi đề, nay gọi là chế đa, dịch nghĩa là linh miếu, miếu thiêng, phải là chữ miếu, tức là miếu mạo vậy. Sách Bạch Hổ Thông Ngọc Thiên nói là nơi sở tại của tôn mạo tổ tiên nên gọi là miếu. Mộc mật theo Tự Lâm, đó là loại gỗ thơm, chữ mật, sách Thiết Vận viết là, Ngọc Thiên viết là, loại cây này giống như cây hòe, nhưng mùi hương cực thơm, chặt rồi để 5 năm mới dùng. Nếu lấy hương thì phải nghiền ra, để lâu thì mùi thơm mới tỏa ra. Kinh văn: nếu ở trong đồng ruộng, nếu ở trong đồng rộng tới đều đã thành Phật đạo. Tán rằng đầu là một tụng nói về việc cười đùa dùng các vật kém cỏi mà làm tháp, đó là mức thấp nhất. Sau là nửa tụng dùng làm kết luận, luận rằng người vun cát lại thành tháp Phật đã thành Phật đạo, đó là chỉ người phát tâm Bồ Đề, tu hành hạnh Bồ Tát, thiện căn đã làm có thể chứng được Bồ Đề, chứ chẳng phải là chỉ các phàm phu cùng hạ quyết định chủng tính thanh văn chưa phát tâm Bồ Đề mà có thể chứng được. Như vậy cho đến cùng mức thấp là hơi cúi đầu vân vân, ở đoạn văn trên cũng như thế. Kinh văn: nếu như người vì Phật tới đều đã thành Phật đạo. Tán rằng dưới là sáu tụng rưỡi, thuyết minh về việc tạo tượng. Tượng có trong có hai, năm tụng đầu nói về tạo, một tụng rưỡi cuối là kết. Phần đầu lại chia làm bốn, một tụng về việc điêu khắc, hai tụng về mười vật để trang sức, một tụng về việc vẽ lụa màu làm tượng Phật, một tụng về việc đùa làm tượng Phật. Đây là phần đầu, nói rõ là làm tượng Phật chứ chẳng phải làm tượng khác, cho nên nói là vì Phật, vì cầu làm Phật, vì kính nhớ Phật nên gọi là vì Phật. Lại nói vì Phật mà làm các tượng để trang nghiêm Phật, đó gọi là vì Phật. Kinh Tạo Tượng Công Đức nói tạc tượng được 11 loại quả. 1. Đời đời sinh ra hai mắt tinh khiết, mặt mũi ngay ngắn. 2. Sinh xứ không ác. 3. Thường sinh ở quý gia. 4. Thân thể đẹp đẽ màu vàng tía. 5. Thường có nhiều đồ chơi quý báu. 6. Sinh ở nhà hiền thiện. 7. Sinh sau làm vua thắng trội nhất trong các vua. 8. Làm kim luân hóa vương. 9. Sau sinh ở Phạm Thiên thọ mệnh một kiếp. 10. Chẳng theo đường ác. 11. Trong lần sinh sau vẫn trọng tam bảo, thích đem vật tốt lại làm công đức tạo tượng nữa. Một phạm phúc nhiều gấp 10 lần biển lớn của tứ thiên hạ. Kinh văn:
hoặc dùng bảy báu làm tới đều đã thành Phật đạo. Tán rằng hai tụng này nói về việc dùng 10 vật trang sức để làm tượng. Sách Thiết Vận nói diên trì, tức là tích, thiếc. Có thuyết nói thiếc là loại ở giữa bạc và trì. Ngọc Thiên nói đó là loại thanh kim, kim loại màu xanh. Kinh văn vẽ vời làm tượng Phật tới đều đã thành Phật đạo. Tán rằng đây là tụng về vẽ tượng Phật. Kinh văn cho đến trẻ con đùa tới mà vẽ thành tượng Phật. Tán rằng đây là tụng về đùa mà làm tượng Phật. Kinh văn những hạng người như vậy tới độ thoát vô lượng chúng. Tán rằng đây là kết. Người có đầy đủ tâm đại bi làm bất cứ việc thiện gì cũng ắt phải mang bi tâm mới thành tới bờ bên kia, cho nên thành Phật đạo. Kinh văn nếu người nơi thác miếu tới lòng kính mà cúng dường. Tán rằng dưới có bảy tụng thuyết minh về cúng dường, có hai phần. Phần đầu là năm tụng rưỡi thuyết minh về cúng dường, phần cuối là một tụng rưỡi, đó là kết luận. Trong phần đầu lại chia làm năm, một tụng về sự cúng dường bằng bốn vật, một tụng rưỡi nói về sự cúng dường bằng âm nhạc, một tụng nói về sự cúng dường bằng ca bối, chỉ việc tụng niệm kinh kệ, một tụng nói về việc cúng dường bằng hoa, một tụng nói về cúng dường bằng thân nghiệp, thực hành cung kính. Đây là một tụng phần đầu. Phát Bồ Đề Tâm Kinh nói rằng nếu bố thí bằng hoa thì được hoa thất giác, bố thí bằng hương thì được hương năm phần pháp thân, bố thí bằng phướn thì được Đà La Ni chuyển các điều ác, bố thí bằng lọng thì được bốn vô lượng che cho chúng sinh. Nghiệp báo sai biệt kinh nói mỗi loại bố thí đều được 10 đức. Kinh văn nếu sai người tấu nhạc tới đem hết để cúng dường. Tán rằng đây là cúng dường bằng âm nhạc. Chữ nhạc có âm đọc là nhạo, vì làm cho người ta sinh ra vui thích. Còn có âm đọc là lạc. Thời hoàng đế Linh Luân lấy chữ này làm nhạc. Sách Thuyết Văn nói đó là tên gọi chung của năm thanh tám âm. Sách Lễ Ký nói rằng Can Thích Vũ Mao chỉ giáo Mộc Lông Vũ Lông Mao dùng để múa, đó gọi là nhạc. Trịnh Huyện nói tám âm hài hòa thì gọi là nhạc. Cổ trống có nghĩa là động, là khua vang, phàm phát ra tiếng thì gọi là cổ. Này tàng gỗ bịt ra, động vào là kêu, đó gọi là cổ. Giác tù và là nhạc cụ hình cong giống như sừng thú. Bối tức là loa ốc biển. Kinh Niết Bàn nói thổi loa để biết thời giờ. Tiêu là ống quả tức ống sáo. Sách Ngọc Thiên nói ghép ống nhỏ lại để mà thổi. Chữ tiêu còn viết là địch có bảy lỗ, còn gọi là thược, tục gọi là trực. Sách Ngọc Thiên có nói tới trúc địch năm lỗ, khương địch có ba lỗ. Cầm, đàn cầm có nghĩa là cấm, người quân tử giữ nết, chính, đính, tự dân cấm mình. Đàn cầm là do vua Thần Nông chế tác ra, không hầu hình dáng như đàn tỳ bà, có thể biết được, kiểng cũng như cái lệnh nhưng to hơn. Sách Ngọc Thiên nói đó là loại chiêng nhỏ. Theo quân pháp thập lượng cầm não bạt, 5 người là một ngũ, 5 ngũ tức 25 người là một lưỡng, quan lưỡng tư mã cầm mõ, não bạt bằng đồng có hai mảnh đánh vào nhau thành tiếng. Chữ bạt có khi viết là không biết nguồn gốc từ đâu, hoặc viết là. Kinh Phát Bồ Đề Tâm nói rằng âm nhạc và nữ sắc không thể đem bố thí cho người vì sẽ làm loạn chúng sinh. Đây đem cúng Phật nên cũng chẳng sai trái, như việc cúng dường âm nhạc của Kim Tạng, dân tộc Tạng ở nước Kim. Kinh văn hoặc bằng tâm hoan hỷ tới đều đã thành Phật đạo. Tán rằng đây là chỉ việc cúng dường bằng ca ngâm trúc tán sẽ được giọng nói âm thanh của bậc đại sĩ, tiếng phạm gọi là bà chắc, ở phương Tây gọi là tán thán, phiên âm là bối nọc, là phiên sai. Xưa Trần Tư Vương lên núi Ngư Sơn nghe tiếng tụng kinh từ động đá vang ra, âm thanh thánh thót ngân nga vang tận hang xa, bèn bắt chước âm thanh đó mà chế định ra phạm bối, cho nên nay tục gọi đó là ngư phạm, ngầm hợp với tam khế thất thanh của Tây Vực do văn câu đê nhĩ vân vân đặt ra. Kinh văn nếu người tâm tán loạn tới dần thấy vô số Phật, tán rằng đây là cúng dường bằng hoa. Cúng hoa thì có gì khác với bốn sự trên, đằng kia thì chuyên thiện tâm, đằng này thì với tán tâm, cho nên chẳng trái gì nhau, chả chỉ nói qua việc cúng tượng vẽ, cúng dường tượng khác cũng được. Kinh văn, hoặc có người lễ bái tới, hoặc chỉ hơi cúi đầu.
8 rằng đây là thuyết minh về sự cúng dường bằng thân nghiệp, thực hành cung kính. Ca ngâm chúc tán nói trên là ngữ nghiệp, còn năng phát tâm tức là ý nghiệp, ngoài ra đều là ngoại tài cúng dường, tam nghiệp hạnh cúng dường. Kinh văn: lấy đó cúng dường tượng tới như củi hết lửa tắt, tán rằng đây là kết luận về cúng dường. Kinh văn: nếu người tâm tán loạn tới đều đã thành Phật đạo, tán rằng đây nói về xưng tụng Phật, được làm Phật. Chỉ cử một lần xưng tụng còn được làm Phật, huống hồ là xưng tụng nhiều. Như kinh Dược Vương Dược Thượng nói rằng ta thường xưng tụng 53 danh Phật, nên nay được làm Phật, tức là sự này. Kinh văn: nơi các Phật quá khứ tới đều được thành Phật đạo, tán rằng trong phần tụng về chúng sinh nghe pháp đắc chủng trí, đây là phần thứ 3 kết thành Phật đạo. Kinh văn: các Thế Tôn vị lai tới cũng phương tiện thuyết pháp, tán rằng dưới là 6 tụng rưỡi nói về pháp thời vị lai, trong đó chia làm 2. Đầu tiên là 3 tụng rưỡi nêu rõ pháp thời vị lai cũng giống như ngày nay thuyết thực. Sau đó là 3 tụng giải thích lại nghĩa trên, trong phần đầu lại chia làm 3. Một tụng nêu rõ cũng giống như ngày nay, đầu tiên là phương tiện. Một tụng rưỡi nêu rõ sau thành thuyết thực. Một tụng giải thích nguyên do trên, đây là phần đầu. Kinh văn: tất cả các Như Lai tới không ai không thành Phật, tán rằng tụng này nêu rõ sau thành thuyết thực, khiến người nghe pháp đều được thành Phật. Phật và chúng sinh cả hai gộp lại mà thuyết. Kinh văn: chư Phật vốn thệ nguyện tới cũng cùng được đạo này, tán rằng đây là giải thích về nguyên do trên do bản nguyện. Kinh văn: chư Phật đời vị lai tới kỳ thực là nhất thừa, tán rằng dưới là 3 tụng giải thích lại nghĩa trước chia làm 2. Đầu tiên là 1 tụng nói rõ phương tiện lúc đầu đều vì nhất thừa, sau đến 2 tụng nói rõ vì liễu ngộ được xu hướng của các pháp ba tính cho nên như vậy. Đây là phần đầu. Kinh văn: chữ Phật Lưỡng Túc Tôn tới đạo sư phương tiện thuyết, tán rằng đây nói rõ do ngộ được xu hướng của các pháp ba tính cho nên đầu tiên thuyết về quyền thừa, sau đó mới thuyết về nhất thừa. Phật chứng chi được chân như diệu lý, thể tính thường trụ, biến kế sở chấp sinh pháp nhị ngã, thể tính là vô vì Phật đã chứng được lý vô ngã, nên cũng biết rằng cái vô này là phàm hư vọng chấp. Phật chủng từ duyên khởi có nghĩa là chủng tử báo Phật vô lậu y tha, do nhân duyên mà sinh ra. Từ duyên mà khởi lên, nhân tu tác mà thành, do chứng được chân lý, đoạn trừ được nhiễm phần y tha của cái tâm năng chấp, biết rõ cái sở chấp là vô. Từ ở tịnh phần y tha nhân duyên mà tu Phật chủng, đó là nhất thừa. Vì sao vậy? Vì nhất thừa nhiều lần tỏ rõ thường pháp, tức là viên thành thực, pháp trụ pháp vị. Chân như trụ trong các pháp, thể tính thường hữu, đó gọi là pháp trụ. Pháp có nhiễm tịnh, liền nhiễm được tịnh. Phần vị hiển lộ, đó gọi là pháp vị. Tướng, đây là chỉ thể tính thế gian bản thể, tức là thường trụ chân như thực tính, đó là thể của nhất thừa. Nơi đạo tràng biết rồi, đạo sư phương tiện thuyết, nghĩa là ở tòa kim cương nơi đạo tràng biết được bản thể tính các pháp đó rồi. Các pháp vốn không có danh tướng, nhưng đạo sư phương tiện dùng danh tướng mà thuyết pháp. Hết thảy các pháp tóm lại đều có 2 loại, một là không, 2 là hữu. Không pháp không có sự sai biệt, đặt chung một tính gọi là biến kế sở chấp. Hữu pháp có sự sai biệt chia làm 2 loại, một là thường, 2 là vô thường. Thường thì gọi là viên thành thực tính, vô thường thì là y tha khởi tính. Y tha khởi tính lại chia làm 2, một là hữu lậu, 2 là vô lậu. Hữu lậu là y tha khởi tính, vô lậu là viên thành thực tính. Nay y vào môn trước, vô thường là y tha. Y tha hữu lậu thảy đều trừ đoạn, tiệu chung chỉ lấy vô lậu, vô thường tịnh phần y tha, cứu cánh mãn vị thành bồ đề. Cho nên nói rằng Phật chủng từ duyên khởi, y nói có khả năng chứng được thường trụ pháp tính chân như, chứng được lý vô ngã, thì mới có thể biết rõ nhị ngã là không. Y ở thiện hữu, tu tập trí tuệ theo pháp duyên khởi bồ đề giác mãn, để chứng diệu lý chân như nhất thừa. Diệu lý tức là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, ở ngay đạo tràng đã chứng chi đại bát niết bàn rồi. Nay vì chúng sinh mà phương tiện thuyết pháp đó, khiến họ cũng muốn chứng được. Nay y tha đây tức là bồ đề, viên thành tức là niết bàn, hợp thành nhất thừa, viên thành thắng trội, nên gọi riêng là nhất thừa. Do đoạn được hữu lậu y tha khởi tính, trừ được biến kế sở chấp, chứng được 2 quả này,
Do Liễu Ngộ Y Tha Sở chấp tính cho nên trước tiên thuyết về A Hàm, sau đó thuyết về Bát Nhã, Thuận Hữu Không Giáo, đó gọi là phương tiện. Nay cả ba đều thuyết nên gọi là chân thực. Nghĩa của ba tính, tam tính thì như chương khác đã nói. Kinh văn: được trời người cúng dường, tới cũng thuyết pháp như vậy. Tám dòng, dưới có bốn tụng rưỡi, tụng về hiện tại chia làm ba. Đầu là một tụng rưỡi để nêu, sau đến một tụng khai quyển hiện thực, cuối cùng là hai tụng nêu rõ ý. Đây là phần đầu. Kinh văn: biết đệ nhất tịch diệt, tới kỳ thực là nhất thừa. Tám dòng, đây là phần đầu khai quyển, sau đó lại hiện thực. Kinh văn: biết các hành chúng sinh, tới tùy ứng phương tiện thuyết. Tám dòng, đây nói rõ cái ý trước quyển sau thực. Các hành của chúng sinh, đó là tổng cú, là tâm hành tướng vậy. Dưới là biệt cú hoặc là thắng giải vậy. Tâm sở niệm, đó là biến thú hành. Nghiệp lực, đó là tự nghiệp. Dục lực chỉ thắng giải, tính lực chỉ trùng trùng giới, tinh tiến lực chỉ xứ phi xứ, vân vân. Hoặc thể của tinh tiến, vân vân, tức là tính lực. Vì thể của chủng tính, tức là ngũ căn. Chữ lực ở dưới quán thông cả ở trên. Kinh văn: dục tính tinh tiến lực, thân lợi độn, có nghĩa là căn có lực hơn kém khác nhau. Phật có trí lực này, biết được những điều ấy, bởi vậy trước là quyển, sau lại chân thực. Ở phần trước nói chư Phật đời vị lai, Phật do ngộ ba tính. Ở đây nói Phật hiện tại do biết chúng sinh bình đẳng, ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên đầu tiên là phương tiện, sau đó thuyết chân thực. Kinh văn: nay ta cũng như vậy, tới đều khiến được hoan hỷ. Tán rằng: dưới là 30 tụng rưỡi, nói về Thích Ca, cũng giống, nay ta cũng giống như vậy, chia làm hai. Hai tụng đầu nêu lên, 28 tụng rưỡi sau, giải thích rộng. Đây là phần đầu. Tụng đầu nói rõ nay là thực, tụng sau nói rõ xưa là quyền, đều khiến hoan hỷ dần dần nhập đạo. Kinh văn: Xá Lợi Phất nên biết, tới nghèo túng không phúc tuệ. Tán rằng: dưới là giải thích rộng, chia làm hai. 21 tụng rưỡi nói về thoạt đầu dùng tam thừa phương tiện để dẫn dụ, tức là đoạn văn trường hàng nói rằng biết các chúng sinh có nhiều dục vọng mà thâm tâm họ đắm trước, cho nên tùy theo bản tính của họ mà dùng nhiều thứ nhân duyên, thí dụ ngôn từ phương tiện lực mà thuyết pháp cho họ. 7 tụng, tụng về ý này thuyết chân thực, tức là đoạn văn trường hàng nói rằng như vậy đều là để được nhất thiết trùng trí của một Phật thừa, tức là tụng về nghĩa trước quyền sau thực. Trong đoạn văn đầu lại chia làm 4 phần. A. Ba tụng rưỡi đầu nói về thấy sinh xứ nguy nan. B. Ba tụng tiếp theo muốn cứu chẳng thể được. C. 11 tụng rưỡi kế tiếp thỉnh niệm thiết phương tiện quyền thừa. D. Ba tụng rưỡi cuối chính thuyết tam thừa hóa. Trong phần đầu lại có 2, một tụng không thiện, 2 tụng rưỡi có ác. Đây là phần đầu. Kinh Bát Nhã nói Phật có 5 loại mắt. Một, nhục nhãn chẳng phải do tu định mà sinh ra, mà là do tứ đại tạo nên, hoặc trưởng dưỡng hoặc dị thục, tịnh sắc là tính. Hai, thiền nhãn đoạn với định chướng đã tu tập mà thành, chỉ là trưởng dưỡng do tứ đại tạo ra, tịnh sắc là tính. Ba, pháp nhãn quán sự hữu tuệ. Bốn, tuệ nhãn quán không lý tuệ. Năm, Phật nhãn nhân tích mà quả viên. Lấy cả bốn loại trên làm thể, Long Thụ giải thích rằng bốn sông lớn chảy tới ao trời gọi tên chung là biển cả, cũng giống như vậy bốn mắt chảy tới quả Phật gọi chung là Phật nhãn. Hai loại đầu là thể sắc, hai loại sau là thể trí, một loại cuối thông với cả hai. Lại nói người vân vân thì có nhục nhãn, trời vân vân thì có thiên nhãn, nhị thừa có tuệ nhãn, Bồ Tát có pháp nhãn, Phật có Phật nhãn, do đó mà nói là năm. Du Già quyển 14 nói có 3 loại mắt. 1. Nhục nhãn soi được các sắc hiển lộ không có chướng ngại. 2. Thiên nhãn soi được các sắc ẩn tàng cũng như hiển lộ, có chướng cũng như không chướng. 3. Tuệ nhãn soi được mọi thứ sắc cũng như phi sắc. Pháp nhãn thể tuệ, hợp tuệ là một sắc khác nhau, nhãn cảnh có ẩn có hiển. Ở đây lược đi chẳng nói Phật nhãn tức là bốn loại mắt trước, chỉ bàn về nhân chứ chẳng phải quả, nên lược đi chẳng bàn. Kinh Hoa Nghiêm nói về 10 loại mắt. 1. Nhục nhãn thấy được mọi sắc. 2. Thiên nhãn thấy được chết ở đây, sinh ở kia. 3. Tuệ nhãn thấy các chúng sinh các căn sai biệt. 4. Pháp nhãn thấy được đệ nhất nghĩa của mọi pháp. 5. Phật nhãn thấy được 10 lực của Phật. 6. Trí nhãn phân biệt rõ được mọi loại pháp.
7. Quang minh nhãn thấy được ánh quang minh của Phật. 8. Xuất sinh tử nhãn thấy được pháp niết bàn. 9. Vô ngại nhãn thấy được mọi pháp không có trở ngại. 10. Phổ nhãn có nghĩa là thấy được pháp giới bình đẳng pháp môn. Loại thứ nhất trong 10 mắt này là loại thứ nhất trong 5 mắt trước thì thấy được các sắc. Loại thứ hai này là loại thứ hai trước 5 mắt, thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 9 ở đây là pháp nhãn trước. Các loại thứ 4, thứ 8 trong này là tuệ nhãn trước vì thấy được chân đế hoặc 3 mắt. Thứ 4, thứ 8, thứ 9 ở đây là tuệ nhãn trước vì đều thấy được lý. Mắt thứ 10 phổ nhãn là Phật nhãn trước vì khắp thấy pháp giới bình đẳng tính. Quán bằng Phật nhãn có nghĩa là quán bằng Phật nhãn trong ngũ nhãn. Vì Phật nhãn trong thập nhãn chẳng thấy chúng sinh, chỉ thấy thập lực. Chúng sinh sáu đường từ vô thủy chẳng tu hai nhân phúc trí, chưa được 7 đại thánh tài và 7 pháp tài của nhân thiên. Đó là thí giới nhẫn cần định tuệ phương tiện, cho nên không có phúc và tuệ. Kinh văn: vào đường hiểm sinh tử, tới mù là chẳng thấy gì. 8 rằng hai tụng dưới ở dưới nói về có ác, chia làm hai. Một tụng dưới đầu hiện khổ chìm đắm phiền não thêm nhiều. Một tụng sau muốn cầu xuất ly nhưng hành tả hạnh. Đây là phần đầu. Còn lì nghiêu trâu mao ở thế gian do tự yêu cái đuôi của nó nên nó mình giữ đuôi. Người ta tham hám đuôi nó cho nên đã giết thân nó. Chúng sinh cũng thế, do tham trước năm dục cho nên tự giấu thân mình. Rồi vì tham ái mà tự bại hoại, bị hư hỏng khốn đốn sa đọa vào đường ác. Tự tệ, tự làm hại mình, có bản viết là tự tế, tế là yểm chướng che lấp. Như con lì nghiêu yêu đuôi mà làm hại tâm đến nỗi mất mạng, chúng sinh cũng thế, tham ái che lấp mất tâm. Lì nghiêu, sách thuyết văn giải thích là loại trâu có râu dài của Tây Nam Di. Chữ nghiêu có chỗ viết là miêu mèo, đó là loài bắt chuột trong nhân gian, chẳng đúng với nghĩa ở đây. Có chỗ viết là miêu miêu, chả biết xuất xứ từ đâu. Kinh văn: chẳng cầu đại thế Phật, tới vì khổ muốn giả khổ. Tán rằng muốn cầu xuất ly mà lại hành tà hạnh. Phật có thần thông uy thế và pháp dùng trí tuệ để đoạn trừ khổ mà lại chẳng cầu tới, lại xa vào lưới tà kiến ngoại đạo, tu hành các hạnh khổ hạnh về thân để xả bỏ nỗi khổ sinh tử, thế là chưa được. Bởi vậy mà 6 năm chỉ ăn vừng ăn mạch vẫn chẳng chứng được bồ đề, ngồi nằm trên gai góc đâu có chứng được đạo quả, như chó đuổi hòn đất, hòn đất càng lăn thêm, đâu có giống với sư tử đuổi người, chẳng đuổi hòn đất. Kinh văn: Phật vì chúng sinh này mà khởi tâm đại bi. Tám rằng dưới đây là ba tụng nói về tư duy muốn cứu mà chẳng thể được, chia làm ba. A. Nửa tụng đầu là tư duy muốn khởi nhân hành. B. Một tụng chỉ đắc quả đã tư duy. C. Một tụng rưỡi chỉ tư duy muốn cứu mà chẳng thể được. Đây là phần đầu. Thấy các chúng sinh có hai duyên này nên khởi bi tâm, phát tâm tu hành, tư duy muốn cứu. Kinh văn: ta xưa ngồi đạo tràng, tới tư duy sự như vậy. Tán rằng đây là đắc quả rồi tư duy. Phật thành đạo rồi kinh hành dưới cây, ngắm cây, mừng rằng đạo của mình đã viên thành. Kinh hành tư duy, đi lại ngẫm nghĩ, muốn làm lợi cho ngoại vật. Lại nhìn cây, tâm ngưng tụ diệu lý. Kinh hành nghĩ muốn giáo hóa cho các chúng sinh. Lại ngắm cây, muốn làm bóng mát che cho chúng sinh. Kinh hành nghĩ đến bố thí phúc và tuệ cho chúng sinh. Các kinh nói về thời điểm thuyết pháp của Phật sau khi thành đạo, mỗi kinh mỗi khác. Kinh này nói là sau 3 lần 7 ngày. Di Xà Tắc luật nói rằng tam muội 7 ngày giống như thập địa kinh, 7 ngày chẳng thuyết pháp, để chỉ rõ tự mình thụ pháp lạc, để khiến chúng sinh càng thêm yêu kính. Luật và Tát Bà Đa Truyện thì nói là sau 6 lần 7 ngày, tức là sau 42 ngày mới thuyết pháp, vì Phạm Thiên đến thỉnh và bọn các ông Kiều Trần Như căn cơ đã chín. Lại có thuyết nói rằng sau Hạ An Cư mới độ cho 5 người. Thập nhị do kinh thì nói là sau khi thành đạo đã 2 năm mới độ cho 2, mới độ cho 5 người. Chí Độ Luận nói là 50 lần 7 ngày chẳng thuyết pháp. Đó đều là do ý kiến các bộ bất đồng chưa thể hòa hợp. Sau những nhà giải thích ngày nay theo Đại Thừa thì lấy Pháp Hoa làm chính. Thuyết này thông hành tứ đế Pháp Luân nên là 3 lần 7 ngày. Nếu chỉ thuyết Đại Thừa Pháp Luân thập địa là chính thì sang tuần 7 ngày thứ 2 mới thuyết thập địa. Kinh văn: trí tuệ mà ta được tới làm sao mà độ được. Tán rằng đây là tư duy muốn cứu mà chẳng thể được, vì có 4 nguyên nhân.
một pháp sâu khó hiểu, hai căn độn khó cứu, ba trước lạc khó giả, bốn vô mù khó ngộ. Thế thì làm sao mà độ được? Kinh văn: Bấy giờ các phạm vương tới thỉnh ta truyền pháp luân, tám dòng dưới là 11 tụng rưỡi, xin Phật hộ niệm, đặt ra phương tiện quyền nghi. Trong chia làm 4 phần, 2 tụng chư thiên thỉnh thuyết, 3 tụng thị tướng tư duy, 4 tụng rưỡi hóa độ gặp chuyên lành, 2 tụng cuối do thương dẫn dụ theo cách quyền nghi. Đây là phần đầu. Đại tự tại thiên tức là sắc giới thiên, nay đối với tam thừa thuyết pháp đúng phép, vì đều đợi phải thỉnh mới thuyết. Chỉ độ luận nói rằng: Tịnh cư thiên khuyên Phật xuất gia, tứ thiên vương dâng bát, đế thích dâng tòa báu, phạm thiên thỉnh chuyển pháp luân. Lúc đầu Phật chẳng ưng thuận, phạm vương nói có 3 căn tha thiết nài thỉnh, Phật mới ưng thuận. Đầu tiên thuyết về tam thừa, thắng thiên vương bát nhã nói: Các tứ thiên vương dâng bát, thiên đế thích dâng tòa, Phật bèn nhận, ai nấy thấy chỉ riêng mình được Phật nhận, cho nên đều phát tâm thắng trội. Sao ngờ đoạn kinh dưới thì chỉ có phạm vương thỉnh Phật đại thông trí thắng. Ở đây thì nói chung cả chư thiên, ở đó nêu lại thắng trội, chẳng phải là không có thiên khác thỉnh Phật đó. Kinh văn: Ta liền tự tư duy, tới vội nhập vào Niết Bàn. Tám dòng dưới là 3 tụng thị tướng tư duy, chia làm 2. 2 tụng đầu, nếu thuyết ngay đại thừa thì sẽ có sự tổn hại cho chúng sinh. Một tụng cuối tạm thuyết tam thừa thì có lợi ích cho chúng sinh. Phần đầu này vì các chúng sinh hiện đang ở trong cảnh khổ của cõi tục, nếu xuất gia thì tu sẵn theo pháp khổ hạnh, không còn có lúc nào rảnh mà có thể tin ngay pháp đại thừa. Nếu thuyết cho họ về đại thừa ngay thì ngược lại họ sẽ sinh ra phỉ báng nghi hoặc phá hoại, nếu sinh bất tín thì lại xa vào đường ác. Còn hạng tại tục không khổ thì chẳng tin, kẻ xuất gia ngoại đạo thì phá pháp nên chẳng tin. Đã có sự tổn hại đó thì thà chẳng thuyết pháp mà vội nhập Niết Bàn, sao lại gây tổn hại cho các chúng sinh được. Tương giống như trí độ luận lúc đầu chẳng ưng thuận. Kinh văn: Nhớ tới Phật quá khứ, tới cũng nên thuyết tam thừa. Tám rằng, đây là nói về tạm thuyết tam thừa chúng sinh được ích lợi, vì giống với chư Phật. Đây giống như trí độ luận thỉnh nhiều lần mới ưng thuận. Kinh văn: Lúc tư duy như vậy, tới mà dùng lực phương tiện. Tám rằng, dưới có 4 tụng rưỡi, nói về việc hóa độ gặp duyên lành, chia làm 3. 2 tụng đầu Phật hiện tám dương, 1 tụng sau khuyên giống chư Phật, 1 tụng rưỡi cuối dẫn bản thân mình ra làm chứng, sau thực trước quyền. Đây là 2 tụng đầu, 10 phương Phật hiện ca ngợi Phật lành thay, ca ngợi người thầy giỏi nhất, đắc pháp vô thượng, khuyên nên giống như chư Phật, sau thực trước quyền. Thích Ca là họ, nghĩa là năng, Mâu Ni là hiệu, nghĩa là tịch. Này nói qua về lời văn như âm mà giải thuyết, đúng theo phép mà tùy hỷ, đều nói là lành thay. Kinh văn: Chúng tôi đều được tới phân biệt thuyết tam thừa. Tám rằng, dưới là 2 tụng rưỡi dẫn bản thân mình ra làm chứng, sau thực trước quyền. Trong này có 3 phần: 1 tụng đầu dẫn bản thân mình ra làm chứng, 1 tụng giải thích nguyên do chuyện này, nửa tụng kết luận quy về chân thực. Đây là phần đầu dẫn chứng bản thân lúc đầu thuyết tam thừa. Kinh văn: Trí kém thích tiểu pháp, tới chỉ dạy cho Bồ Tát. Tán rằng, đây giải thích về nguyên do và kết luận quy về chân thực. Vì người bất định tính lúc đầu còn là phàm phu trí thấp ưa tiểu pháp, không có ý thích pháp đại thừa, chỉ tin tưởng mình sẽ được thành Phật, cho nên đầu tiên thuyết về tam thừa. Dẫu rằng đầu tiên là quyền, sau đó ắt phải là chân thực, xong chỉ hóa độ cho Bồ Tát. Kinh văn: Xá Lợi Phất nên biết, tới hỷ xưng Nam Mô Phật. Tán rằng, dưới là 2 tụng, nghĩ theo quyền thừa mà dẫn dụ, chia làm 2. A tụng đầu nghe xong tôn kính tán thán, B tụng sau tư duy muốn thuận theo hạnh của họ. Đây là phần đầu, có bản viết là xưng Nam Mô Chư Phật, nên theo hỷ xưng Nam Mô Phật, mừng niệm Nam Mô Phật. Đó mới là văn bản đúng. Đúng ra phải phiên âm là Nạp Mô, có chỗ phiên là Nạp Mạc, phương đây gọi là kính lễ. Nếu nói bạn đàm hoặc bạn đề thì ở phương đây gọi là lễ bái, cách nói cũ gọi là hòa nam, đó là dịch vừa sai vừa tỉnh lược. Kinh văn lại có ý như vậy, tới ta cũng tùy thuận hạnh. Tán rằng, tư duy muốn thuận theo hạnh của họ, duyên lành đã gặp, khuyến khích ta dùng quyền thừa mà giáo hóa, ta nghĩ sinh ở kiếp trước phải nên tùy thuận theo hạnh của họ. Kinh văn,
Tư duy sự này rồi tới thuyết cho 5 tỷ kheo. 8 dòng 3 tụng rưỡi dưới đây là chính thuyết tam thừa hóa chia làm 3. Một tụng rưỡi đầu chính khỏi quyền hóa, một tụng sau tam bảo giấy lên, một tụng cuối hội thành kim cổ, đây là phần đầu. Tiếng Phạm gọi là Bà La Ni Tư hoặc gọi là Ba La Nạ, đây là phiên sai. Thành này thuộc xứ Trung Ấn Độ, xưa kia ở đất này có 2 đàn hươu, mỗi đàn có hơn 500 con. Phật là độc vương của một đàn, để Bà Đạt Đa làm vua một đàn. Bấy giờ vua nước này đi săn bắn ở đồng nội, Bồ Tát Lộc Vương bèn đến trước nhà vua mà thỉnh rằng: Đại vương săn bắn ở Trung Nguyên, thả chó bắn tên, chỉ trong sáng sớm hôm nay tất cả thuộc hạ của tôi ắt sẽ mệnh tận. Thế thì ngay trong ngày sẽ thối rữa, không còn có thịt hươu tươi làm thức ăn cho vua nữa. Vậy xin đại vương cho chúng tôi mỗi ngày dâng nộp một con hươu. Như vậy thì đại vương có món ăn bằng thịt tươi, mà chúng tôi cũng được kéo dài mệnh mình thêm một sớm một tối. Vua cho lời tâu ấy là phải, bèn quay xa giá trở về. Từ đó hai đàn hươu lần lượt theo thứ tự tới nộp mạng. Trong đàn của đề bà có con hươu chừa đến lượt phải chết, bèn bạch với chúa mình rằng: Bản thân tuy đáng phải chết, nhưng hiêu con trong bụng chưa đến lượt, xin tạm cử hiêu khác thay, sinh đẻ xong sẽ đi nộp mạng. Lộc Vương đề bà nổi giận nói: Ai mà chẳng quý mạng mình. Hiêu cái nghe xong than rằng: Vua ta bất nhân, không mấy nữa ắt sẽ chết. Thế rồi vội báo Bồ Tát Lộc Vương. Bồ Tát Lộc Vương nói: Thương thay tấm lòng của mẹ hiền, thương tới cả đứa con chưa thành hình, ta nay sẽ thay ngươi. Rồi ngài tới cửa vua, người đi đường thấy vậy kháo nhau nói: Đại Lộc Vương ấy nay tới vào trong đô ấp, nhân dân kinh đô ai nấy đều đổ đến xem. Vua nghe tin ấy cho là chẳng thực, người canh cửa tâu với vua, vua mới tin là đúng. Vua hỏi: Lộc Vương sao mà đã vội đến đây thế? Lộc Vương nói: Có con hươu cái đến lượt phải chết, nhưng con nó trong thai chưa sinh, tâm tôi chẳng nỡ, dám xin đem thân đến chết thay. Vua nghe xong than rằng: Ta là hươu mang thân người, không có tâm từ bi dưỡng dục, còn ngươi chính là người mang thân hươu vì có đức thế mạng. Thế rồi tha cho hết thảy các hươu, chẳng còn phải nộp mạng nữa, liền lấy rừng đó làm nơi hội tụ cho loài hươu, nhân đó mà gọi là Thí Lộc Lâm, danh hiệu Lộc Giã phát sinh từ đó. Ban đầu sau khi thái tử Tát Phọc hát là Tha Tất Đà, theo tiếng Đường có nghĩa là nhất thiết nghĩa thành. Xưa phiên là Tất Đạt Đa, vừa sai vừa tỉnh lược, đã nương thân ở núi ẩn mình trong hang, quên mình vì đạo pháp. Tịnh Phạn Vương bèn sai 3 người trong gia tộc và 2 người cậu đi và nói rằng: Nhất thiết nghĩa thành, con ta bỏ nhà đi tu học một mình nơi chốn núi đầm, một thân ở núi nơi rừng rú, cho nên sai các ngươi đi theo để biết chỗ nó dừng lại ở đâu. Các ngươi chồng thì là chú, là bác là cậu, ngoại thì là nghĩa vua tôi. Mọi động tĩnh của con ta các ngươi cần phải biết để khuyên nhủ can ngăn. 5 người vâng lệnh cùng nhau bảo vệ, nhân đó cũng tha thiết cầu mong được xuất ly. Họ thường bảo nhau rằng: Người tu đạo do khổ mà chứng được, hay sướng mà chứng được. 2 người nói an lạc vì đạo, 3 người nói cần khổ vì đạo. 2-3 lần tranh cãi với nhau mà vẫn chưa có gì để chứng minh được. Bấy giờ thái tử suy ngẫm về điều chí lý tu theo lối khổ hạnh của ngoại đạo, tức là dùng vừng lúa mạch để duy trì sắc thân. 2 người kia thấy vậy liền nói: Lối tu hành của thái tử chẳng phải là pháp chân thực, xét ra cái gọi là đạo phải sướng mới chứng được, nay là cần khổ như vậy thì đó chẳng phải người bọn ta. Bèn bỏ mà trốn đi xa, nghĩ cách để chứng quả. Thái tử tu khổ hạnh 6 năm vẫn chưa chứng bồ đề, muốn nghiệm xem khổ hạnh chẳng phải là chân thực pháp, liền nhận sữa, thế mà lại chứng quả. 3 người nọ nghe chuyện bèn nói: Công sắp thành rồi mà nay lại lủi 6 năm khổ hạnh, một sớm vứt công rồi cũng bỏ đi. Bèn cùng nhau đi tìm 2 người kia. Bọn họ gặp nhau rồi 3 người nọ bèn ngồi ngay ngắn, lớn tiếng nghị luận rằng: Xưa thấy thái tử nhất thiết nghĩa thành ra khỏi cung vua tới nơi hoang vắng, bỏ quần áo đẹp, khoác mảnh da hiêu, siêng năng gắng trí, trinh tiết khổ tâm, cầu pháp thâm diệu, mong quả vô thượng, thế mà nay lại nhận sữa của cô gái chăn bò, bại đạo nhụt chí. Tôi biết chắc chắn thái tử chẳng thể làm nên trò trống gì đâu. 2 người kia nói: Ông sao thấy muộn làm vậy? Con người này chỉ là người điên rồ mà thôi, đang ở trong thâm cung yên ổn, tại địa vị tôn quý, thế mà chẳng chịu tĩnh trí, lại đi lẩn núp trong chốn núi rừng, bỏ ngôi chuyển luân vương mà hành động như người quê mùa hèn hạ,
thế thì đâu đáng để quan tâm nữa, càng nói càng gay gắt. Bồ Tát tắm ở sông Ni Liên xong, lên ngồi dưới cây Bồ Đề, thành đẳng chính giác, được danh hiệu là bậc thầy của trời người, lặng lẽ điềm nhiên chỉ quan sát xem ai là kẻ đáng độ. Ngài ngẫm nghĩ nói: ông Uất Đầu Lam Tử kia đã chứng được phi tưởng định, đáng thụ pháp của ta. Chư thiên trong không trung nghe tiếng liền báo rằng: Uất Đầu Lam Tử mệnh trung đến nay đã 7 ngày rồi. Như Lai than tiếc: người này sao mà chẳng gặp, sắp được nghe diệu pháp thì vội theo đà biến hóa. Rồi ngài lại quan sát thấy có An Lam Ca Lam đã chứng đắc vô sở hữu xứ định, là người đáng được chuyển thụ cho trí lý. Chư thiên lại mách: người này mệnh trung đã 5 ngày rồi. Như Lai lại than thở xót thương cho sự bạc phúc của người này. Thế rồi ngài lại quan sát thật kỹ xem ai là người đáng được thụ giáo, thì thấy chỉ có bọn 5 người ở rừng Thí Lộc là đáng được dẫn thụ trước. Bấy giờ Như Lai từ dưới cây Bồ Đề đứng dậy, đi đến vườn Lộc Giã, uy nghi tịnh tĩnh, thần quang sáng ngời, mày chứa vẻ ngọc, thân rực sáng vàng, ung dung tới trước 5 người để dìu dắt họ. 5 người này xa xa trông thấy Như Lai, bèn bảo nhau rằng: nhất thiết nghĩa thành, từ đó đến nay tháng ngày lần nữa, thánh quả chẳng chứng, tâm muốn quay về nên mới tìm đến bọn ta. Chúng ta ai nấy đều nên lặng im, chớ đứng lên làm lễ nghênh đón. Như Lai dần dần càng đến gần, oai thần tác động đến ngoại vật, 5 người quên cả điều đã giao ước, bèn lại rước chào hỏi, theo hầu đứng như nghi thức. Như Lai bèn dẫn dụ dần dần, chỉ cho họ rõ diệu lý. Thương truyền giải rằng 5 người đó gồm: 1 Trần Như, 2 Thập Lực Ca Diếp, 3 Át Đề tức Mã Thắng Tỳ Kheo, 4 Bạt Đề, 5 Ma Ha Nam Câu Lợi. Đáng nghe thuyết pháp, cớ sao lại chỉ có 5 người này? Có người nói rằng thời Phật Ca Diếp có 9 người cùng học, 4 người lợi căn đã đắc đạo trước, 5 người độn căn nên đến nay mới ngộ, vì nguyện được gặp Phật Thích Ca xuất thế thành đạo. Lại nữa kinh nói rằng thời quá khứ Thích Ca làm thân cá lớn, có nguyện rằng ai ăn thịt ta trước thì sẽ được độ trước, 5 người này ăn trước nên được Phật độ trước. Thêm nữa kinh còn nói rằng 6 người cúng giảng Phật, 5 người lấy hoa lúa cúng dường, 1 người chờ lúa chín, cho nên 5 người ngộ ngay từ đầu, 1 người sau này mới ngộ, đó tức là Tu Bạt Đà La. Ngoài ra đó tức là 5 dạ xoa ăn thịt Từ Lực Vương vậy. Trong 5 người này Trần Như đắc sơ quả, còn 4 người thì tại tứ thiện căn tới đầu hạ mới đắc đạo. Tây Vực Ký nói rằng hạ an cư xong mới đắc đạo tích, pháp tịch diệt tướng tức là chân như, chẳng thể dùng ngôn ngữ mà tuyên thuyết vì tính lìa ngôn thuyết. Pháp không có danh tướng mà lại dùng danh tướng để diễn thuyết thì đó gọi là phương tiện lực, tới ba la nại là để thuyết cho 5 người. Kinh văn, đó gọi là chuyển pháp luân tới tên pháp tăng sai khác. Tán rằng thế là tam bảo được lập ra vậy, nghĩa từ pháp luân này đại để dùng 5 môn để phân biệt: 1 xuất thể, 2 thích danh, 3 chuyển tướng, 4 sai biệt, 5 tam thừa, 1 xuất thể. Câu xá luận quyển 24 nói rằng cái gọi là sa môn tính cũng gọi là bà la môn, cũng gọi tên là phạm luân vì là chân phạm sở truyền. Trong đó chỉ có kiến đạo gọi tên là pháp luân, vì nhanh như bánh xe, vì có nan hoa như bánh xe, tức là ở trong này đi vào kiến đạo. Có chỗ gọi Thế Tôn là tên, có chỗ gọi Thế Tôn tên là pháp luân, như bánh xe thế gian có các tướng như nhanh chóng vân vân, kiến đạo tự như thế nên gọi là pháp luân, có nghĩa là chứng ngộ chân lý thì vận hành đạo nhanh chóng, có lấy có bỏ, hàng phục thứ chưa phục, trấn áp thứ đã phục, trên dưới chuyển có đủ 5 tướng ấy tự như bánh xe ở thế gian. Cho nên Hiển Tông Luận nói rằng như bánh xe của Thánh Vương lấy trước bỏ sau, kiến đạo cũng thế, bỏ cảnh khổ vân vân, lấy tập vân vân. Ý này tỏ rõ việc thấy lý tứ đế át chẳng đồng thời, như bánh xe của Thánh Vương bắt hàng kẻ chưa phục, Tôn giả Diệu Âm thuyết như vậy. Cũng như bánh xe thế gian có các nan hoa vân vân, các chi phần của 8 thánh đạo tựa như đó gọi là luân, có nghĩa là chính kiến, chính tư duy, chính cần, chính niệm, tựa như nan hoa bánh xe thế gian, chính ngữ, chính mệnh, chính nghiệp, tựa như ổ trục, chính định như vành bánh, cho nên gọi là pháp luân. Thế nên biết pháp luân đâu chỉ là kiến đạo, và khi nhóm các ông Kiều Trần Na kiến đạo thì đó gọi là đã truyền chính pháp luân.
Thiền thần luận chủ căn cứ vào tông chỉ của phái Kinh Bộ đã đả phá Tát Bà Đa Bộ, nói hành tướng ba chuyển chẳng phải chỉ là kiến đạo. Làm sao mà có thể nói rằng đặt ra danh từ pháp luân chỉ là để chỉ kiến đạo? Bởi vậy, chỉ nên coi tất cả pháp môn của ba chuyển 12 hành tướng này là pháp luân mới có thể đúng với chính lý. Thế nào gọi là chuyển? Có nghĩa là do pháp môn này tới tha tương tục, tha nhân người khác khiến họ hiểu nghĩa vậy. Hoặc là đạo của chư thánh đều gọi là pháp luân, vì ở ngay nơi muốn hóa độ mà sinh thân để chuyển đúng pháp. Đối với tha tương tục từ lúc kiến đạo cho tới lúc bắt đầu chuyển thì gọi là đã chuyển. Đây có sự giải thích nói rằng thoạt tiên thuyết về kiến đạo gọi tên là pháp luân, chẳng phải là Tát Bà Đa chính nghĩa. Tạp Tâm Luận cũng kể bất chính nghĩa, nói Mâu Ni thuyết kiến đạo mau chóng gọi là pháp luân. Câu Xá Luận lại nói hoặc đạo của chư thánh đều là pháp luân, vân vân. Đó là bản ý của Tát Bà Đa Sư. Cho nên Hiền Tông Luận nói rằng đó là bản ý của Tỳ Bà Sa Sư. Nói chung mọi thánh đạo đều gọi là pháp luân. Cho nên nói ba chuyển bao gồm ba đạo. Lúc tha tương tục kiến đạo gọi là đã chuyển. Chẳng phải chỉ có kiến đạo với tám thánh đạo mới được riêng gọi là pháp luân. Cho nên điều mà Tôn giả Diệu Âm thuyết chẳng phải là nghĩa chính. Thành Thực Luận nói, chuyển lần đầu sinh ra văn tuệ, chuyển lần hai sinh ra tư tuệ, chuyển lần ba sinh ra tu tuệ. Cũng không có 12 hành tướng, chỉ có một không hành. Nay Đại Thừa Quán Xuyến trung ý các văn bản. Nói về pháp luân thấy có 5 ý. Một, luân tự tính, chỉ trạch pháp giác chi, chính kiến, chính trí, vân vân. Dù Giả Luận quyển thứ 95 nói rằng chính kiến vân vân là tính do pháp tạo thành, nên gọi là pháp luân, vì tự tha ba chuyển thông suốt cả kiến đạo cùng tu đạo và vô học đạo, vì tuệ nhãn chư thánh có khả năng phá hủy phiền não nên gọi là pháp luân. Câu Xá Luận cũng nói rằng mọi thánh đạo đều là pháp luân, hoặc vì thể chỉ lấy tám thánh đạo chi như bánh xe có đủ ổ trục vành bánh nan hoa. Với nghĩa viên mãn, chính kiến, chính tư duy gọi là ổ trục, vì đó là căn bản. Chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh gọi tên là nan hoa, nhân ổ trục mà có. Chính niệm, chính cần, chính định gọi tên là vành bánh, vì nó thâu tóm các thứ còn lại của bánh xe. Khác với tiểu thừa hành tướng tu riêng biệt của tám thánh đạo này, tùy tại tu đạo, nhưng thực ra thể của chúng thông với kiến đạo và vô học đạo. Thế Tôn ưng vô tám thánh đạo, ý nói Phật không còn phải tu tám thánh đạo chi. Hai, pháp luân nhân, chỉ các giáo pháp văn từ tù vân vân có khả năng sinh ra thánh đạo sau này. Trong 17 danh của kinh Vô Lượng Nghĩa cũng có tên là pháp luân. Trong các kinh luận đều nói rằng giáo pháp của Phật gọi tên là pháp luân. Câu Xá Luận cũng nói đó tức là tất cả pháp môn ba chuyển 12 hành tướng gọi là pháp luân. Du Giả cũng nói ba vòng 12 hành tướng gọi là phương tiện để đắc cái sở đắc. Cái trước làm nhân cho cái sau gộp lại làm nhân quả nên gọi là phương tiện. Lại nói ba vòng chính truyền kiến tu vô học theo thứ tự của chúng, trí kiến hiện quán gọi là phương tiện. Ba, luân quyến thuộc chỉ các thánh đạo trợ giúp cho năm uẩn. Du Giả vân vân nói rằng đó là các pháp giới và tín vân vân mà bậc thánh ưa thích. Những pháp này giúp cho việc quán thêm sáng suốt, giúp đạo trừ hoặc nhưng chẳng phải là chính đạo. Bốn, pháp luân cảnh chỉ các pháp bốn thánh đế, 12 nhân duyên, ba tính, vân vân. Du Giả nói cảnh sở duyên để đắc cái sở đắc, đó là chỉ bốn thánh đế. Kinh này cũng nói đại thông trí thắng chuyển 12 nhân duyên. Kinh giải thâm mật thuyết y hiển liễu tướng nói ba vô tính đều y vào biến kế sở chấp, đó gọi là pháp luân. Năm, pháp luân quả, Du Giả nói để đắc cái sở đắc đó là đại bồ đề. Văn sau còn nói đó là quả bao gồm trong bốn quả sa môn, bồ đề của thanh văn của độc giác và vô thượng bồ đề của các vị Như Lai, đó là pháp luân quả. Du Giả lại nói ba vòng 12 hành tướng đó gọi là phương tiện để đắc cái sở đắc. Lại nói ba vòng chủ yếu chuyển kiến tu vô học theo thứ tự của chúng, trí kiến hiện quán gọi là đắc phương tiện. Cho nên Bồ Đề Niết Bàn gọi là quả sở đắc. Song năm thể này chẳng qua chỉ là bốn loại: một giáo, hai lý, ba hạnh, bốn quả. Hai, thích danh, giải thích tên gọi, gọi là Phạm Luân. Như Lai ứng cúng là Phạm, chuyển pháp bằng thứ ngôn ngữ tăng thượng nên gọi là Phạm Luân. Gọi là Pháp Luân, pháp có nghĩa là đáng để quý trì, làm khuôn phép để giữ gìn.
là tính do các pháp như chính kiến vân vân hình thành nên gọi là pháp luân. Luân bánh xe có bốn nghĩa: a, nghĩa viên mãn, tròn trạng, đầy đủ, có đủ ổ trục, vành bánh, nan hoa hoặc trạch pháp giác vân vân, thể dụng đầy đủ thì gọi là luân. B, nghĩa tồi hoại, phá hủy, trừ diệt. Bốn loại pháp này dù phổ hay đoạn, dù trợ hay chính đều có khả năng tồi hoại được các phiền não chưa đoạn. C, nghĩa trấn an, vì khiến cho các phiền não đã hàm phục được chẳng thể tái hiện. D, nghĩa bất định, từ tự kiến tới tự tu, từ tự tu tới tự vô học, từ tự vô học trí phát ra ngôn giáo, tha từ ngôn giáo mà hiểu đế lý, tha từ đế lý mà khởi chính hạnh, tha từ chính hạnh mà khởi quả trí, xoay vần như vậy lại vì tha mà thuyết. Như luân bảo của chuyển luân vương có khả năng hào phục được phiền não chưa phục, trấn át được phiền não đã phục, qua rồi lại qua. Dù giả luận nói cần phải biết rằng Thế Tôn chuyển pháp sở giải đặt vào ngay nơi thân A Nhã Kiều Trần Như, đây lại tùy căn cơ mà đặt vào thân khác, lại đó lại tùy duyên mà chuyển đặt vào thân khác. Vì nghĩa xoay vần tùy chuyển này cho nên gọi tên là pháp luân. Pháp tức là luân, đó là chỉ nghiệp thích. Chuyển có nghĩa là động, là hiển, là vận, là khởi. Động tuyên ngôn giáo, hiển dương diệu lý, vận thánh giáo trước âm thanh, khởi chân trí sau ngôn ngữ, trừ diệt hoàn toàn mọi chướng não, gọi là chuyển pháp luân. Sở chuyển tức là pháp luân hoặc là sự chuyển động của pháp luân, hai cách giải thích đều được. 3. Chuyển tướng. Du Già quyển 9-15 nói rằng do năm loại tướng chuyển pháp luân, cần phải biết rằng đó gọi là khéo chuyển pháp luân. 1. Khi Thế Tôn còn là Bồ Tát thì là cảnh giới sở duyên để đắc sở đắc. 2. Đắc sở đắc phương tiện. 3. Chứng đắc điều tự mình cần phải chứng. 4. Chứng rồi thì gây dựng cho người khác, khiến họ sinh tín giải sâu sắc đối với điều mình tự chứng được. 5. Khiến người khác sinh ra tín giải sâu sắc đối với điều mà người khác chứng. Ý này nói chung về hóa thân hóa tướng, lúc tự chứng quả khiến hạng thanh văn vân vân có điều sở chứng, chẳng y vào báo thân Bồ Tát mà thành nghĩa, hoặc cũng y vào thực Bồ Tát mà chuyển nghĩa, y trùng vào thủy trung cứu cánh mà thành luận, chẳng y vào một hội mà thành ba chuyển. Cảnh sở duyên, chỉ bốn thánh đế vì y vào an lập đế, phi an lập đế, y vào ba tính đều bao gồm cả ở đây. Đắc phương tiện chỉ ba vòng 12 hành tướng trí ở ngay trong bốn thánh đế này. Đây là từ tướng ba vòng chuyển pháp luân để được cá nhân của Bồ Đề Vô Thượng. Ba vòng chuyển đầu chỉ xưa kia lúc Bồ Tát nhập hiện quán đã biết rõ như thực rằng đây là khổ thánh đế, nói rộng ra cho đến đây là đạo thánh đế. Trong đó tất cả hiện lượng thánh trí có khả năng đoạn trừ được các phiền não mà kiến đạo đoạn trừ, bấy giờ được gọi là chân thánh tuệ nhãn. Vì căn cứ vào ba đời quá khứ vị lai hiện tại mà có sự sai biệt theo thứ tự các đời đó mà gọi là trí minh giác. Đây là nói về một trí có tên chung gọi là pháp nhãn, có ba hành tướng gọi là trí minh giác, chứ chẳng phải ở một đế mà biệt khỏi bốn trí. Do chân kiến đạo chỉ một sát na, chẳng giống với tiểu thừa trên dưới biệt quán. Căn cứ vào ý nghĩa của việc chứng diệt mà thuyết chung cho cả ba đời, chứ chẳng phải ba đời đều có diệt đế. Vòng chuyển thứ hai đó là nói rằng đây là hạng hữu học, nhờ diệu tuệ mà thông đạt được đúng như thật rằng sau này ta vẫn còn việc phải làm, đó là cần phải biết hết khổ đế mà ta chưa biết, cần phải đoạn hạn tập đế mà ta chưa đoạn, cần phải chứng được diệt đế mà ta chưa chứng, cần phải tu tập đạo đế mà ta chưa tu. Như vậy thì cũng có bốn hành tướng như trên nên biết. Vòng chuyển thứ ba đó là nói rằng đây là hạng vô học vì đã được tận trí vô sinh trí. Nói rằng các việc cần làm ta đều đã làm, có nghĩa là ta đã biết hết khổ đế chưa biết. Nói rộng ra cho tới ta đã tu tập đạo đế chưa tu. Cũng có bốn loại hành tướng như trên nên biết. Bốn sai biệt. Chỗ sai biệt ở đây là ở chỗ bốn hành tướng của hai vòng chuyển đầu là chân thánh tuệ nhãn của hạng hữu học, còn của vòng chuyển cuối cùng là chân thánh tuệ nhãn của hạng vô học. Xem ý văn này thì lúc chuyển vòng đầu ở địa vị gia hạnh trí trước kiến đạo, tuy biết bốn đế nhưng chỉ là chuyển nhân, vẫn chưa phải là chính chuyển vì chưa tồi phá. Do đó chỉ gọi là tổn lực ích, bao gồm trong năng chuyển vị, nhập chân vô gián đạo trong kiến đạo mới chính thức được gọi là chuyển vì thực sự đoạn được hoặc. Giải thoát đạo cùng tương kiến đạo cũng gọi là sở chuyển vì tuy chưa đoạn hoặc nhưng đoạn thô trọng chấn át được.
có thứ đã hàng phục, cho nên cũng chẳng phải là biệt chi tướng bốn đế. Sau đó các hành tướng mà tu đạo khởi lên như ứng biến chi vân vân, trước khi đoạn hoặc thì gọi là chính chuyển tướng. Chính khởi chân trí cho đến tâm kim cương đoạn các phiền não cũng thuộc chuyển này. Vì khởi biệt hành tướng chỉ muốn hướng tới cách đoạn trừ các hoặc, chiết phục chính đoạn đều gọi là chuyển cả. Còn như trí cho rằng ta đã làm việc cần phải làm của hạng vô học khởi lên sau giải thoát đạo, sau này chẳng đoạn nữa, chỉ trấn ác các hoặc đã chịu hàng phục, không hàng phục các hoặc chưa bị hàng phục. Trước kiến đạo tuy có cách hàng phục các hoặc vẫn chẳng gọi là truyền, vì chẳng phải vô lậu, vì trước không có vô lậu nên chẳng đồng tu. Như vậy thì Bồ Tát tự làm ba truyền: chuyển đầu tại kiến đạo gọi là ấn tướng chuyển, chuyển sau tại tu đạo gọi là ứng tu chuyển, chuyển cuối tại vô học đạo gọi là dĩ tác chuyển. Cứ mỗi một lần chuyển ở mỗi đế đều sinh bốn hành tướng. Như vậy trong ba chuyển mỗi đế sẽ có 12 tướng, bốn đế cả thảy sẽ có 48 tướng, chẳng qua 12 là số hành tướng của mỗi đế trong cả ba chuyển, nên gọi chung là ba chuyển 12 hành tướng. Cầu xá cũng nói về nhãn trí minh giác. Vì quán riêng từng đế, luận đó theo như thứ tự mà chia làm bốn thứ pháp nhẫn, pháp trí, loại nhẫn, loại trí. Nếu giải thích chẳng thành tám đế như cách giải thích này, thì quán ở mỗi một đế sẽ không có bốn hành tướng, hoặc nhẫn và trí mỗi thứ có bốn hành tướng. Chiếu cảnh phân minh thì gọi là nhãn, mắt. Đối trị vô tri, đó gọi là trí. Đối trị vô minh thì gọi là minh. Đối trị tà giác thì gọi là giác. Chẳng giống với đây, chứng được điều tự mình cần chứng đắc thì gọi là đắc vô thượng chính đẳng bồ đề, có nghĩa là được cả hai bồ đề và niết bàn. Cái trước là nhân của cái sau, cái trước là vô gián đạo làm nhân cho giải thoát đạo sau. Đây là nói cái quả của bồ tát tự chuyển ba vòng pháp luân, hoặc nói pháp thân niết bàn chân lý gọi là vô thượng bồ đề. Vì khởi lên cái trí của báo thân bồ đề ở địa vị vô học đã làm đặng chứng pháp thân. Cầu xá luận vân vân không có mục Phật tự chuyển gây dựng cho người khác, khiến họ sinh ra tín giả đối với điều tự chứng. Có nghĩa là như trưởng lão A Nhã Kiều Trần Như nghe được chính pháp từ nơi Thế Tôn rồi, thoạt đầu thì ngộ giải pháp tứ thánh đế, khi Phật hỏi thì trả lời rằng tôi đã hiểu pháp. Từ đó về sau là hành tướng cứu cánh như trên đã nói, năm người đều chứng được quả A-la-hán, sinh giải thoát xứ. Đây nói Thế Tôn tự mình đắc đạo, lại ba lần chuyển pháp luân cho người khác, giống như câu xá luận nói về ba vòng xoay quanh bốn thánh đế, rằng đây là khổ cho đến đây là đạo, đó gọi là sơ chuyển, chuyển vòng đầu, rằng đây là điều cần phải biết khắc cho đến đây là điều cần phải tu tập, đó là gọi là vòng chuyển vòng hai, đệ nhị chuyển, rằng đây là điều đã biết khắc cho đến đây là điều đã tu tập, đó là chuyển vòng ba, đệ tam chuyển. Ba vòng lần lượt theo như thứ tự đã chỉ rõ ba thứ kiến đạo, tu đạo và vô học đạo, đó là ba truyền của Phật đối với người khác. Đầu tiên gọi là thị tướng vì chỉ rõ tướng tứ đế, thứ hai là khuyến tu vì khuyên tu đế hạnh, cuối cùng gọi là tác chứng vì biết rõ vị đó đã mãn. Do ông Kiều Trần đó đầu tiên ngộ giải, nhập kiến đạo rồi, Phật mới hỏi ông rằng, người đã ngộ giải chưa? Đáp, đã ngộ giải, nên được tên là giải. Vòng 2, vòng 3 chuyển xong, đắc A-la-hán, sinh giải thoát trí xứ, chứng đắc quả vô vi, đó gọi là chuyển tại thân người khác, thâm sinh tín giải đối với điều Phật đã chứng, cuối cùng khiến người khác sinh tín giải đối với điều người khác đã chứng. Có nghĩa là như trưởng lão A Nhã Kiều Trần Na, khởi tâm thế gian ta đã ngộ giải được pháp, Phật biết rồi khởi tâm thế gian, A Nhã Kiều Trần Na đã chứng được pháp của ta, thần đất biết rồi, liền cất tiếng loan tim chỉ trong một sát na, một chớp mắt, một chốc lát mà tiếng ấy vọng tới tận phạm thế, các cõi trời, sắc giới. Tâm thế gian, đây tức là tâm duyên sự, chẳng phải là tâm bị tán loạn. Đây là tướng thứ tư đã nói ở trên, gây dựng thánh đạo ở ngay nơi thân, năm người khác khiến họ thâm sinh tín dài đối với điều mà Phật đã tự mình chứng được. Tướng thứ năm là khiến người khác như thần đất vân vân biết điều A Nhã Kiều Trần đã chứng được, thâm sinh tín giải. Sự khác biệt là ở chỗ tuy chuyển tứ đế pháp tướng chẳng khác, song người của ba thừa ai chứng quả nấy. Hạng thành văn nếu trước kia ở trong ba đời hoặc 60 kiếp đã tu tập rồi, thì nghe điều Phật thuyết sẽ y vào uẩn xứ giới mà chứng lý tứ đế, đó gọi là thanh văn pháp luân.
hạng độc giác nếu trước kia ở trong bốn đời hoặc một trăm kiếp đã tu tập rồi thì nghe điều Phật thuyết sẽ y vào 12 duyên khởi mà chứng tứ đế, đó gọi là độc giác pháp luân. Hạng Bồ Tát nếu trước kia trong một đại A Tăng kỳ kiếp đã tu tập rồi thì nghe điều Phật thuyết sẽ y vào ba tính mà chứng được lý tứ đế, đó gọi là Bồ Tát pháp luân. Chẳng thế thì ba thừa cùng quán tứ đế cùng đồng thời chứng thánh, như vậy còn có gì khác biệt nữa? Kinh Đại Ban Nhã nói, lúc ban đầu khi Thế Tôn chuyển pháp luân tứ đế ở nước Ba La Nạ, vô lượng chúng sinh phát tâm thanh văn, chứng quả thanh văn, vô lượng chúng sinh phát tâm độc giác, vô lượng chúng sinh phát khởi tâm vô thượng chính đẳng giác, chứng ở sơ địa, nhị địa, tam địa, cho đến một đời sẽ được bồ đề. Cho nên biết rằng khi ở lộc giã mới bắt đầu chuyển pháp luân chung cho cả ba thừa. Nếu chẳng thế thì tới tuần 7 ngày thứ hai đã thuyết về thập địa, cớ sao chẳng gọi là chuyển pháp luân? Vì đó chẳng phải là pháp mà cả ba thừa cùng tu nên chẳng gọi sơ chuyển pháp luân. Nhưng thực ra nếu trí ba thời của tha thân phát khởi thì cũng có người chỉ trong một đời đã chứng được thánh quả gọi là tam chuyển, như giải kiều trần, vân vân. Phật ở Lộc Uyển chỉ trong một thời đã khiến ông ấy lần lượt chứng được ba quả này, đó gọi là tam chuyển. Kinh Vô Cấu Xưng nói, tam chuyển pháp luân ở Đại Thiên, luân ấy năng tịch, bản tính tịch, hy hữu pháp trí trời người chứng, thế là tam bảo hiện thế gian. Tức như kinh này nói rằng, bèn có tiếng Niết Bàn cùng với A-La-Hán, tên pháp tăng sai khác, tam bảo xuất hiện vậy. Phật là Phật bảo, Niết Bàn và ngôn âm, quả pháp và giáo pháp, đó gọi là pháp bảo. A Nhã Đa vân vân, đó gọi là tăng bảo. A La Hán đây là kiểu Trần Như. Lại nói tăng đây là chỉ bốn người khác về còn trụ ở địa vị hữu học, trí năng chứng, đế sở chứng, tức hạnh lý pháp bảo, bốn pháp đã đủ. Cùng với Phật và tăng, năng hóa sở hóa đã có thể tướng xuất hiện nên gọi gộp lại là tam bảo xuất hiện ở thế gian. Năm tam thừa. Ba thừa đây là chỉ Phật và Bồ Tát cùng với thanh văn thuyết pháp khiến người khác đắc trí đoạn hoặc thì đáng gọi là chuyển pháp luân, độc giác thì chẳng thế. Kinh Niết Bàn nói rằng, duyên giác thuyết pháp chẳng thể khiến người ta đắc pháp nhu nhuyễn, vân vân. Do hạng thanh văn chẳng biết đâu là thuốc, đâu là bệnh, nên chẳng cho thanh văn cái danh là chuyển pháp luân. Như vậy xét về lý mà nói cũng chẳng sai. Kinh văn, từ kiếp xưa tới nay, tới vẫn thường thuyết như vậy. Tám rằng đó là kết hội cổ kim, chẳng phải là chỉ đến ngày nay mới tán thán Niết Bàn hết hẳn mọi khổ, mà xưa nay thường vẫn nói thế, cho nên xưa giống với nay. Kinh văn, Xá Lợi Phất nên biết, tới nghe thuyết pháp phương tiện, tán rằng dưới có bảy tụng nói rõ, nay thuyết chân thực, tụng rằng như vậy đều để được nhất thiết trùng trí. Trong chia làm bốn, hai tụng đầu nói rõ, căn chín tới gặp, một tụng nói rõ nghĩ rằng họ đáng độ, ba tụng chính thuyết chân thực, một tụng kết thành pháp nghi. Đây là phần đầu, ta thấy người trước đây được độ bằng quyển giáo, đã từng nghe quyển giáo ở nơi Phật, vì thiện căn đã chín, nay đến gặp Phật. Cho nên văn trên nói, chúng sinh hội này đã từng thấy Phật, cũng đã từng thấy Thích Ca, nay gọi chung là chư Phật. Kinh văn, ta liền nghĩ như vậy, tới nay chính là đúng lúc, tán rằng, nghĩ rằng họ đáng độ, bèn thuyết Phật tuệ cho họ, khiến họ thích tu học, nay căn đã chín chẳng dạy sao được. Kinh văn, Xá Lợi Phất nên biết, tới chẳng thể tin pháp này. Tán rằng dưới là ba tụng chính thuyết chân thực, chia làm hai. Một tụng đầu nói rõ, độn chẳng đáng truyền thụ. Hai tụng sau nói rõ, lợi thì đáng truyền thụ. Đây là phần đầu. Loại độn này gồm năm hạng có nhược điểm, chẳng thể thụ nổi pháp đại thừa. Một là độn căn nghe pháp chẳng hiểu, hoặc loại A điên đẻ ca. Hai loại tiểu trí tuy thông minh nhưng tỉnh kiến chẳng rộng, hoặc là loại thú tịch. Ba loại chấp tướng có nghĩa là khởi kế chấp hai tướng không hữu, học sai hành bậy. Hoặc là loại bất định chủng tính chấp hữu phi không vì căn chưa chín. Bốn hạng kiêu cậy sự thịnh của mình, các hạng giàu sang say xưa phóng túng. Hoặc hạng phàm phu hữu tính căn chưa chín, bẩm tính say xưa phóng dật. Năm hạng mạng cậy mình lấn lướt người khác như bọn 5.000 người. Hoặc hạng còn khởi lên các phiền não như 7 loại mạng, vân vân. Các hạng trên chẳng thể tin đại thừa, chẳng nên truyền thụ cho họ. Kinh văn, này ta hỉ vô ý, tới đều cũng sẽ thành Phật. Tán rằng đây là hai tụng thuyết minh về hạng đáng được truyền thụ. Tụng đầu thuyết minh về bỏ quyền theo thực,
Tụng sau nói rõ việc trừ nghi đã được hỷ thì hỷ vô lượng, chẳng ghen với việc chúng sinh thành Phật. Vô úy đây có nghĩa là quyết định làm sư tử gầm. Vì lý quyết định, vì ở giữa các Bồ Tát đứng trước những người thắng trội, vì nhị thừa đều phát tâm Bồ Tát. Căn cứ vào lý chân thực mà thuyết về đạo nhất thừa thì gọi là chính trực. Chẳng tùy cơ quyền mà thuyết có ba nên gọi là xả phương tiện. Chỉ thuyết về đạo nhất thừa vô thượng, tức là tỏ rõ nay chính trực. Chỉ thuyết một đạo, chẳng còn có các đạo khác. Bồ Tát Địa Tiền đốn ngộ nghi rằng riêng mình được Bồ Đề, còn thành văn thì không có phần. Bồ Tát Bất Định Chủng Tính nghi rằng đối với quả Phật mình cũng không có phần, cho nên muốn thoái chuyển theo tiểu thừa. Này các loại Bồ Tát này nghe pháp, các mối nghi đó đều trừ hết. Hiện tiền 1.200 vị thanh văn danh cao nghi rằng mình chẳng được làm Phật, nay chính đang thuyết cho họ rằng cũng đều sẽ làm Phật. Kinh Niết Bàn do đó nói tu đà hoàn 8 vạn kiếp cho đến bích chi 10.000 kiếp thì tới. Tới là tới ở địa vị sơ phát tâm trong thập tín. Những hạng này tu hành cực kỳ chậm chạp, đần độn, chẳng như Bồ Tát sơ tu thủy nghiệp. Đây là căn cứ vào hạng bất định, chẳng phải là các hạng nhị thừa đều định làm Phật. Cho nên Kinh Niết Bàn quyển thứ 34 nói rằng: Ta ở một thời thuyết về một thừa, một đạo, một hạnh, một duyên có thể làm đại tịch tĩnh cho chúng sinh đoạn hẳn mọi kiết phược sầu khổ, khổ và khổ nhân, khiến hết thảy chúng sinh tới ở một hữu. Các đệ tử của ta chẳng hiểu ý ta, nên đã nói những lời như vậy ở giữa đại chúng. Như Lai nói tu đà hoàn cho tới A-la-hán đều đắc Phật đạo, vân vân. Kinh văn, như chư Phật ba đời tới thuyết pháp không phân biệt, tán rằng đây là kết thành pháp nghi. Diệu lý đại thừa thể không phân biệt, ba thừa chẳng khác, thể đều làm Phật, cho nên thuyết pháp đó. Kinh văn, các đức Phật ra đời tới người này cũng vẫn khó, tán rằng dưới là đoạn thứ 6 có 7 tụng. Tụng về mục thứ nhất đã nói ở trên, tức là mục chưa nghe pháp thì khiến nghe pháp, chia làm 4 phần. Hai tụng pháp thuyết 4 hiếm, hai tụng rưỡi thí dụ nêu bật hai hiếm, một tụng rưỡi khuyến tín, một tụng thán kết. Phần đầu này gồm 4 cái hiếm: 1. Phật ra đời hiếm, 2. Thuyết pháp hiếm, 3. Khó mà được nghe hiếm, 4. Có thể nghe được hiếm. Phật ra đời hiếm như ngàn Phật thời hiển kiếp. Này đến kiếp trụ thứ 9 rồi mà mới có 4 Phật ra đời. Sau này đến kiếp thứ 10 mới có Phật Di Lặc ra. Tới kiếp thứ 15 có 994 Phật ra. Kiếp này hoại rồi, Phật Cốt Lô Chi một mình làm vua một kiếp. Trải qua 12 kiếp nữa mới đến kiếp Tinh Tú có Phật Sơ Tịnh Quang Xưng Vương trong 1.000 Phật của kiếp đó ra đời. Sau đó trải qua 300 kiếp uổng qua đi không hề có Phật, nên Phật ra đời hiếm vậy. Thuyết pháp này hiếm như Phật Ca Diếp trụ dưới cây 7 ngày chẳng thuyết pháp này. Tới nay Thích Ca thành Phật 40 năm mới thuyết kinh này, nên thuyết pháp này hiếm. Khó mà được nghe hiếm. Chúng sinh thường ở trong 8 nạn, làm sao mà gặp được Phật nên khó mà được nghe, thế là hiếm. Có thể nghe được hiếm, tuy gặp ngày Phật ra nhưng lại nghe tiểu thừa chẳng hỏng đại pháp, cho nên có thể nghe được là hiếm.